Con người làm giàu là ngay phước duyên, không phải là phương pháp gì hết trơn á. Phước duyên, đã là con người có phước có duyên thì con người sẽ có đạo đức. Con người có đạo đức và có chữ tín, đây là cái tố chất để làm giàu. Chữ tín là tố chất để làm giàu. Chữ tín tố chất của làm chủ, chữ tín tố chất của làm tướng, chữ tín tố chất của làm vua, đều là chữ tín, không được để mất uy tín. Quý vị mà có chữ tín và có một phương pháp sống tuyệt vời, là đối với danh lợi thành bại không nặng nề, thì người sẽ tự tìm đến quý vị. Dù là một người tầm thường, người ta cũng tìm đến luôn. Người ta đồn để tìm đến gặp quý vị. Nhớ, chỉ cần một người biết, người ta sẽ đồn ra, sẽ có người tìm đến với quý vị. Tự họ sẽ đem cơ hội đến đưa cho quý vị. Từ lòng tin. Con người muốn làm ăn lớn phải từ lòng tin. Nên nhiều người bây giờ người ta kinh doanh á, người ta đứng ở ngoài đường, người ta kêu người, ta ngoắc người, ta mới có khai trương á, khỏi cần kêu gì hết trơn á. Chỉ cần cái mặt hàng của bạn bán thật là đúng đắn đi. Bạn bán đúng đắn đi. Bạn có chữ tín đi. Đối với khách hàng, bạn giữ cái tâm từ ban đầu, và về sau bạn phải giữ cho đàng hoàng đi. Bạn biết vì sao mà đồ của Nhật mà người ta tiếp nhận, toàn cầu người ta đều tiếp nhận đồ của Nhật không? Vì nó có uy tín. Nó không phải vì kiếm tiền mà nó đưa ra những mặt hàng để kiếm tiền cho nhiều, để nó bị mất uy tín. Nó khôn là nó giữ cái uy tín mặt hàng của nó. Nên đồ của người Nhật là người ta rất tiếp nhận cao. Quý vị thấy đồ của Trung Quốc không? Ban đầu nó sản xuất ra một chiếc xe thì xe ngon, nhưng càng ngày nó càng giảm bớt nhiên liệu, xe càng ngày càng tệ, nó mất uy tín, nên cuối cùng nó diệt vong về những mặt hàng của nó trên thị trường. Như xe cũ Trung Quốc bây giờ ở nước chúng ta đâu còn bao nhiêu nữa đâu quý vị. Cái thời ngày xưa nó nổi bật, xe của nó quá nhiều trên thị trường chúng ta đúng không? Nhưng mà xe của nó đi tuy rẻ, mẫu mã đẹp, nó không khác gì những chiếc xe Nhật. Nhưng cái quan trọng là cái máy của nó không bền, đúng không? Vậy thì chúng ta ra một sản phẩm như thế nào để đứng thị trường vững chắc quý vị? Sản phẩm phải chất lượng. Dù là chúng ta lợi ích nhưng mà lấy uy tín từ từ. Phải nhớ, khi đạt đến một đỉnh cao của uy tín thì tức khắc quý vị sẽ nổi tiếng. Lúc đó rồi quý vị cứ thu gom thôi. Vì sao? Vì có chữ tín là lo thu gom. Còn nếu quý vị mất uy tín thì ban đầu chỉ là gom nhất thời, nhưng về sau ai cũng biết quý vị là mánh phé gian manh thì người ta tránh xa bị hết. Nên nhiều người bây giờ kinh doanh đều thất bại là vì sao? Vì mánh phé. Vừa mở ra một cái gì là tính toán đầu tiên là gì? Là kiếm tiền. Vị nhớ, chúng ta muốn mở ra một công ty xí nghiệp gì đó, trước nhất chúng ta tính tiền đầu tư và tính ra cái vốn mà trụ được mà chúng ta ban đầu không thành. Tính được đi. Tính được là không thành, để chi? Để mặt hàng của mình tiêu chuẩn. Lờ rất ít. Đối với nhân sự cùng làm việc, chúng ta đầu tiên lương bổng chung chung, nhưng càng về sau càng phát triển thì lương tăng lên cho người ta theo từ đó. Thì tức khắc nhân viên làm việc với mình là tuyệt vời. Chúng ta đưa lên tư tưởng cho họ, mặt hàng chúng ta là gì? Uy tín. Nhất định mặt hàng phải chất lượng. Mặt hàng nào không chất lượng loại qua một bên. Thì nhất định công ty quý vị là công ty nhất định là đứng vững trong thị trường. Dù cho bất cứ thời đại nào đi chăng nữa, người ta vẫn trọng cái gì? Chữ tín. Chữ tín người ta vẫn trọng. Nên thời đại này là thời đại gì quý vị biết không? Thời đại gạt người. Sống trong thời đại gạt người. Nếu như quý vị có chữ tín, quý vị là người cao hơn người khác. Quý vị nhất định quý vị sẽ là người hơn người khác. Quý vị không cần cực, quý vị chỉ cần đừng gạt người. Quý vị chỉ cần sống cho đúng đắn, nhiệt tình vì người. Thì người ta tất cả những cái tốt đẹp nhất, người ta sẽ tự đem đến dâng cho quý vị. Vì sao? Người ta đem đưa quý vị những cái tốt đẹp, quý vị đưa cho người ta những tư tưởng. Chỉ ngồi một nơi đưa tư tưởng thôi, thì tự nhiên quý vị sẽ có những cái tốt đẹp nhất, mà không cần phải đi chi cầu tìm hiểu nhiều chỉ cho nó cực. Nên cái quan trọng vô cùng phải dám gầy dựng cho chính mình 5-10 năm chờ vì một cái chữ tín. Nhất định phải gầy dựng chỗ này. Không được gạt người khác. Không được gạt người khác đó. Nên những người nam trẻ nhớ đó, bây giờ chúng ta coi những quyển sách vô cùng phù phiếm,
coi ra thì càng phù phiếm, càng gian manh thêm. Vì thì tổn phước, hết phước rồi làm sao chúng ta có cơ hội lập được sự nghiệp quý vị? Phải nhớ, con người đặc biệt nhất phải nhất định phải gây dựng chữ tín, phải nói thật, phải tập nói thật thôi. Từ ban đầu phải tập nói thật, nhớ tập đi, chúng ta phải tập nói thật đó quý vị. Như vậy đó thì chúng ta nhất định là có chỗ thành công. Vì nói thật được bao nhiêu thành công bao nhiêu. Còn trong pháp môn tịnh độ thì tính tâm là tin Phật. Còn chúng ta đem Phật pháp áp dụng trong cuộc sống là gì? Là có lòng tin. Khi con người nhìn được mình, thấy mình là người ta tin tưởng. Qua chỗ nào? Con người mình thật thà, nhiệt tình. Đó, phải tập ra chỗ này. Dù cho mình tính tình hư hỏng sai lầm cỡ nào, nhưng từ khi học Phật là nhất định ít gì mình không có tệ như ngày xưa. Càng học Phật thì càng không có tệ. Tôi không có nói về giàu sang trong đây, mà tôi nói về hành vi con người chúng ta. Học Phật rồi không tệ hơn ngày xưa, càng học thì càng đặc biệt hơn ngày xưa. Vậy thì nhất định người ta tiếp nhận Phật pháp. Nên cái bài học hôm nay của chúng ta là gì? Người niệm Phật đừng nặng về danh lợi và thành bại. Đã là không bị những thứ này buộc ràng, vậy thì chùa cao Phật lớn cũng không buộc được chúng ta luôn. Không buộc được. Tâm chúng ta sẽ lớn hơn ngôi chùa. Còn nếu như chúng ta bị nó buộc, vậy tâm chúng ta nhỏ hơn ngôi chùa. Tâm của Phật A Di Đà rộng quá trời luôn. Mình muốn về thế giới cực lạc mà tâm mình nhỏ hơn ngôi chùa sao về? Thì tâm mình nhỏ hơn thì mình đã ở trong đây rồi, hiểu không? Thí dụ như quý vị bất cứ ở đâu mà cái tâm quý vị nó nhỏ hơn chỗ đó thì quý vị là ở đó. Chừng nào mà cái tâm quý vị nó thoát ra khỏi chỗ đó thì nó mới ra khỏi chỗ đó thôi. Thí dụ như giờ mình niệm Phật mà mỗi ngày cái tâm của mình ở trong nhà mình không à, thì đố quý vị giảng sanh về cực lạc á. Vì cái tâm quý vị là ở trong nhà mình, nó bị căn nhà buộc ràng. Tôi nói là bị căn nhà buộc ràng chứ không phải kêu bị đi ra khỏi căn nhà, mà là cái tâm nó phải thoát ra khỏi căn nhà, là không bị căn nhà này buộc ràng khi có và khi mất. Cái tâm phải thoát ra ông chồng, không phải là bỏ ông chồng mà là hết lòng thương chồng. Nhưng có chồng thì chúng ta nhiệt tình lo cho chồng, khi mất chồng là chúng ta phải nhiệt tình sống cho tốt đẹp. Đó là tâm thoát ra khỏi ông chồng. Không phải kêu người ta đá nhà, đá chồng, đá con, không phải. Mà toàn bộ phải thoát ra khỏi những cái thứ đó. Thoát ra là không bị những thứ đó buộc ràng, là thoát ra. Thì vì thành công rồi. Ai kêu bị đá đổ thì phải sống cho tốt chứ. Phải hiện tướng cho tốt chứ. Làm chồng, làm vợ, làm con hiện cho tốt chứ. Nhưng trong tâm phải thoát ra khỏi chỗ đó. Nhiều người chúng ta đều là tạo ra là bị nó buộc luôn không à. Chồng tôi nè, bao nhiêu năm nay chung chăn sẻ gói nè, không có được đi đâu nghe không? Thấy không? Chỉ có em thôi nghe không? Đó là chúng ta chết trong ông chồng rồi. Chúng ta bị cái tình cảm này chùm mình lại rồi thì sao, làm sao thoát ra? Tôi kêu đây là kêu thoát ra chứ không phải kêu đá đổ tình người. Cái hoàn cảnh này thành trụ hay không, không có đá đổ. Tại vì cuối cùng vẫn là không, không có đá đổ. Nhưng mà chúng ta phải nhận thức để thoát ra khỏi chỗ đó đó. Đó là chỗ học Phật đặc sắc. Học Phật là đặc sắc là ngay chỗ đó đó. Người ít phiền não là thoát ra khỏi chỗ đó đó, là ít phiền não đó. Nên nói rằng là danh lợi và thành bại chúng ta phải vượt qua chứ. Tất cả những người không vượt ra khỏi danh lợi và thành bại rất là khổ. Những đứa coi lịch sử Tam Quốc, hãy coi lịch sử của Việt Nam mình, những đứa đều coi qua từng công đoạn lịch sử, những đứa thấy dù là anh hùng hào kiệt cũng không thoát ra khỏi danh lợi và thành bại. Quý vị coi cả đời của Tào Tháo, Đông Tây Nam Bắc chinh phạt, cuối cùng khi Tào Tháo gần chết, di chúc lại xây cho ông 72 phần mộ. 72 phần mộ. Người hỏi vì sao sẽ xây tới 72 phần mộ dữ à? Ông nói vì lúc mà còn sống giết nhiều người quá, hại nhiều người quá, nên ta sợ sau này chôn ta một cái phần mộ nó quật mộ ta, nên xây 72 phần mộ cho ta đi. Nó không biết cái mộ nào là ta chôn trong đó, nó quật có khi cũng không trúng ngay cái mộ mà chôn ta. Đúng là cả đời ngủ á. Khi ngủ á thì Tào Tháo suy nghĩ sao? Sợ người ám sát. Nên lúc chưa ngủ, một quân sĩ bước vô thì Tào Tháo cầm dao cắt cổ người ta. Nó nằm nó chết xong, Tào Tháo nằm xuống, Tào Tháo ngủ. Xong á,
Tào Tháo khi giật mình thức dậy thì Tào Tháo mới kêu mọi người tập trung lại, lúc ta đang ngủ nằm mơ mà cũng giết được người nên rất là đau lòng, nên mong tất cả mọi người khi ta ngủ đừng ai đến gần ta, đến gần ta là ta có thể giết được người đó. Tào Tháo tung tin lên khắp nơi nơi, ai cũng biết là Tào Tháo ngủ mà ai đến gần là Tào Tháo giết được người đó, để cho đừng có ai đến gần để ám sát ảnh. Thấy không, cả đời con người mưu tính đủ cách hết trơn. Khi Tào Tháo chết đi thì không còn có cái gì cả. 1000 năm sau người ta làm heo thì cái trái tim con heo nó hai chữ Tào Tháo. Quý vị coi cuộc đời con người đi tìm kiếm cái gì vậy quý vị? Chỉ có Phật Pháp là tuyệt vời. Nói chúng ta nghe một câu, được thân người là khó, gặp Phật Pháp càng khó. Thấy không? Chỉ có Đức Phật mới nói câu này thôi, có thân người là khó, gặp Phật Pháp càng khó. Vì có thân người mà không gặp Phật Pháp thì thua. Những đức nè, được sanh ra đời lúc chưa gặp Phật Pháp, quý vị thấy những đức có ra gì không? Chính Phật Pháp đã nuôi lại những đức đó. Thì nhớ nghe, Phật Pháp đã nuôi lại những đức đó, Phật Pháp tái sanh cho những đức đó. Còn cha mẹ những đức sanh những đức đời này, nếu như những đức không gặp Phật Pháp thì bây giờ những đức là một kẻ hư hỏng. Cha mẹ những đức nuôi ra một con người hư hỏng, nuôi ra một con người hư hỏng, có cái thân này nhưng hư hỏng. Nên những đức nói phải cảm ơn cha mẹ sinh đời này, nhưng phải nhớ Phật Pháp còn ơn lớn hơn nhiều. Vì sao? Vì Phật Pháp tái tạo chúng ta trở thành người mở. Nên nói về Pháp thế gian thì nói là ơn cha mẹ lớn, chứ thật sự trong Phật Pháp sâu sắc thì nói là ơn của Phật lớn còn hàng vạn lần ơn của cha mẹ này. Vì sao? Vì chính giáo Pháp Đức Phật đã tái tạo con người chúng ta mới lại. Cha mẹ chưa chắc cho chúng ta được cái tâm giải thoát này đâu. Phải nhớ đó quý vị, suy nghĩ cho kỹ đi, rồi quý vị sẽ biết Phật Pháp lớn lao cỡ nào. Nếu như Phật Pháp không lớn lao, vì sao Thái tử Tất Đạt Đa bỏ cung vàng địa ngọc đi tu? Sao ngài không làm vua đi? Thái tử Tất Đạt Đa mà làm vua, những đức nói bảo đảm trong thời đó ngài là chuyển luân thánh vương, bao trùm thiên hạ. Nhưng mà được mấy chục năm ngài cũng phải chết đi thôi, đúng không? Lịch sử vẫn không có gì đặc biệt để lại cho nhân loại. Nhưng Thái tử Tất Đạt Đa đi tu để lại cho nhân loại một cái lịch sử quá tuyệt. Bây giờ khắp nơi trên thế giới ai cũng tiếp nhận Phật Pháp hết. Đây mới là con đường tuyệt vời, trí tuệ nhận thức được. Nên chúng ta có thân người mà gặp Phật Pháp là quý quá quý vị. Đúng là Phật Pháp cứu cuộc đời chúng ta. Phật Pháp đã cho chúng ta được những ngày tháng đặc sắc quá, sống tuyệt vời, sống trong cái khổ của nhân sinh mà chúng ta thì ít khổ. Không phải là không khổ mà chúng ta ít khổ, vì chúng ta còn cái chưa buông nên chúng ta còn khổ. Nên mới nhắc chúng ta là gì? Đừng bị danh lợi thành bại buộc ràng. Thường là con người đạt đến á, cái thành thì người ta rất sợ bại. Nhưng quý vị phải nhớ, con người khi thành công mà bị thất bại vẫn là không đổ ngã quý vị được, thì quý vị sẽ thành công rất kiên cố. Nếu như người thành công mà không có thất bại thì tức khắc con người này chưa đạt đến đỉnh cao. Nên đừng bao giờ sợ thất bại khi đạt thành công. Thành công có thì sẽ có thất bại, có thất bại thì sẽ có thành công. Sống ở cõi đời này có được thì có mất. Nên những đức thường nhắc mình bằng câu gì? Hiện tại đừng bao giờ chấp cái cảnh này, đừng bao giờ chấp cái đồ chúng này. Người ta sẽ trở mặt với mình rất là nhanh, người ta không có nhớ ơn nghĩa đâu. Bây giờ hiện tại là đang đương thờ, nhưng một ngày nào mình bị một cái sự việc gì thì người ta sẽ trở mặt quay lưng với mình. Chỉ có một cái đặc sắc nhất là mình đừng bao giờ trở mặt quay lưng với chính mình. Nhớ đó, mọi người đều không hiểu ta, nhưng ta phải hiểu ta. Đừng bao giờ đây, Phật tử tôi đông lắm, chùa tôi lớn lắm, bạn sẽ khổ vô cùng vì cái này. Đã trải qua bao nhiêu người rồi, nổi tiếng vô cùng lớn đúng không? Từ nơi đó phải nhận thức được chỗ này. Nếu như những đức học được Phật Pháp, nếu như những đức ở ngoài đời, những đức may mắn những đức được làm quan, thì thời gian những đức làm quan 5 năm, tiêu chuẩn của những đức bắt tay vào việc để làm quan như thế nào đây? Nếu tôi có chức phận gì một xã đó, tôi nói một xã thôi, thì tôi sẽ hết lòng lo cho cái xã này trong 5 năm.
Trong năm năm tôi sẽ không có nhận định kiếm tiền, mà trong 5 năm này tôi sẽ bỏ ra hết toàn tâm toàn ý đi để lo cho cái xã này. Từ cầu kỳ, đường xá hay bất cứ tư tưởng gì đó, tôi nên đưa cho một xã này tốt đẹp trong 5 năm nhiệm kỳ của tôi. Khi qua 5 năm đó, nếu tôi không làm nữa thì sao? Lúc đó tôi lấy được ân tình, tôi lấy được ân tình của cái xã này. Lúc tôi có ân tình rồi thì cuộc đời về sau của tôi sẽ sống trong cái ân tình đó. Còn nếu như không có nhận thức thì trong 5 năm này là thu gom. Vậy thì 5 năm thu gom thì chúng ta không có ân tình, có tiền nhưng cô đơn. Khi có tiền nhưng 5 năm sau không dám gặp ai, vì sao? Vì 5 năm đó chỉ vơ vét. Thì tức khắc qua 5 năm sau không ai đến với mình, thì tức khắc lúc đó chúng ta không dám gặp ai hết. Vì sao? Vì mình không tạo cái mối ân tình đến với con người. Chúng ta trước nhất phải cho người ta ân tình đi. Khi qua 5 năm sau chúng ta vô cùng đặc biệt, dù nghỉ làm nhưng vẫn còn là ông chủ tịch xã. Phải nhớ, nếu muốn làm ông chủ tịch xã mãi mãi thì chúng ta nhất định phải vì con người mà sống trong 5 năm đó. Như vậy thì tồn tại chúng ta rất lâu dài. Còn nếu như trong 5 năm mà chúng ta chỉ có vơ vét thì tức khắc qua 5 năm sau chúng ta rất là cô đơn, vì ít ai để ý đến mình. Vì người ta sẽ chỉ tay mình là ông khi làm việc đó, ông chỉ biết kiếm tiền. Thật sự mà nói, tiền thì không ai mà không muốn kiếm. Nhưng kẻ trí thì kiếm lâu dài, kẻ dại thì kiếm nhất thời, hiểu không? Thí dụ như Nhân Đức bỏ cái thời gian hơn 11 năm nay, Nhân Đức nói với đại chúng, một ngày nào chùa mình sẽ không có tổ chức chương trình gì được hết trơn á. Rồi chúng ta mấy trăm người này, ba đậu tràng đây, chúng ta sống sao đây? Cả ngàn người này sẽ sống sao đây? Vậy thì phải nắm bắt cơ hội trong thời điểm này, phải hết lòng phục vụ đại chúng mà đừng nghĩ tiền bạc. Như vậy thì 5-10 năm sau, chúng ta khi không còn cơ hội làm việc cho chúng sanh nữa, thì lúc đó nhờ cái tiếng tâm, cái uy tín này nè, mà công chúng sẽ nuôi ngược lại 1.000 người của chùa mình đó. Hiểu không? Chờ xem. Chờ xem một ngày nào quý vị sẽ không có dự được chương trình Vía Quan Âm gì hết trơn á. Không có chương trình chủ nhật gì quý vị có thể đến được hết trơn á. Vị sẽ chờ xét. Nên Nhân Đức cố gắng trong vài năm, Nhân Đức sẽ đưa phương pháp cho quý vị hết. Như Nhân Đức đã hết lòng rồi đó. Nhiệt tình hết mình, đến không suy nghĩ vật chất gì hết. Nhưng đến một ngày nào 1.000 người ở trong đây, tròn tròn trong đây, thì quý vị hãy đem gạo vào đây. Em không? Tại vì sao? Vì lúc bình thường tôi hết lòng rồi đó. Nhưng khi tôi thất thế xa cơ thì cũng không ai bỏ tôi đâu. Hiểu không? Có, sự đời là như vậy đấy. Thành bại đừng đặt vấn đề, đủ duyên thì tiến bước, hết duyên thì dừng lại thôi, không có gì phải miễn cưỡng nặng nề chứ, hiểu quý vị? Chúng ta cũng đâu có cầu danh lợi ở thế gian này đâu. Thật sự ở thế gian này cái gì cũng phải thiên thời địa lợi nhân hòa thì mới tiến bước được. Bây giờ đang thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa đúng không? Nhưng mà sống ở thế gian nó không phải mãi mãi được như vậy đâu. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ nó lâu dài. Hãy suy nghĩ cái gì đến lúc ngưng là phải ngưng thôi. Vậy thì cuộc đời của người mình rất là tự tại. Tu thì ai cũng biết cách tu hết trơn rồi. Nhưng Đức đưa ra tư tưởng ở gia đình tu vậy thế. Ví dụ như mỗi từng chùa mình đều tặng tượng Phật hay thôi. Bao nhiêu năm nay Nhân Đức vẫn kiên nhẫn làm lâu dài. Vì sao? Vì mong muốn quý vị gia đình có ngôi tam bảo. Và bây giờ Nhân Đức nghĩ là được phương pháp tu cho quý vị luôn rồi đó. Vì quý vị khỏi cần phải đi vòng vo làm chi nữa. Ở nhà sáng tối tu và bấm số niệm Phật. Mỗi ngày chúng ta chia sẻ Phật pháp phăng thăng khắp nơi, quý vị có thể nghe được và tu được mà. Mỗi ngày Nhân Đức đều chia sẻ tư tưởng hết chứ. Vậy thì chúng ta cùng tu, dù một ngày nào chúng ta không có gặp nhau gì, quý vị vẫn tu được bình thường, có gì đâu. Vẫn tu được, vẫn sống rất là tốt đẹp được, có gì đâu. Ai cũng phải nên sống cho tốt đó. Hôm qua có một cái cô viết một cái lá thư nhỏ. Cô hỏi thầy ơi, con thỉnh ở chùa được 2 pho tượng Phật, xong con đưa cho chồng con, chồng con đang đem về quê đặng làm bàn thờ để thờ Phật. Cuối cùng đem về quê, cái ông tặng cho người ta mất tiêu. Vậy con hỏi thầy, chồng con làm gì có phước hay có tội?
Ở đây chúng ta cũng nặng nề, chỉ nói câu có tội làm gì. Có những người mình khi học Phật rồi thì mình nghĩ rằng ví dụ như tượng Phật hay cái của trong Phật Pháp nhận được rồi đem tặng cho người ta thì thoải mái lắm. Nhưng tặng vàng thì khó. Tặng Phật thì dễ, chứ tặng vàng thì khó lắm á, thấy không? Tặng tiền thì khó. Nhưng Phật thì đem đi tặng thì mai mốt một ngày nào đi đến đây thỉnh nữa thôi, nó cũng không có khó, đúng không? Nhưng mà tiền và vàng trong túi mình đem tặng người ta là khó. Ở đây không có nói có tội hay là có phước. Dù là vợ chồng người trong gia đình nhưng cái gì phải rõ ràng. Thí dụ như giờ mình làm chồng, mình hứa mình đem hai pho tượng Phật về mình thờ, mình làm bàn thờ, mình thờ cho vợ mình ở nhà, đặng nó có bàn thờ mà nó tu hành. Vì thì mình phải làm cho đàng hoàng, mình đã hứa rồi mình phải làm cho đàng hoàng. Còn thí dụ như có ai thỉnh thì mình nói rằng được rồi, để tôi nói với vợ tôi để nó đi đến chùa nó thỉnh nữa, rồi lúc đó nó đưa cho. Còn đây là tượng Phật mà vợ tôi đưa cho tôi để đem về thờ, để tôi làm bàn thờ, tôi đã hứa tôi làm cho đàng hoàng. Ví dụ dù là gia đình đi chăng nữa mình cũng phải làm cho nó đúng đắn, uy tín chứ. Tự nhiên mình đi đánh mất uy tín của người đàn ông mình nè. Người ta đưa cho mình phải có cái sự bảo vệ chứ. Tại vì mình đã tiếp nhận, hiểu không? Tôi không có nói là tội hay phước trong đây, mà tôi nói rằng ông làm như vậy là ông mất uy tín ông thôi, đúng không? Một lần thất tín vạn lần thất tín, đúng quý vị? À, phải nhớ chứ hả? Đó. Thì câu hỏi như Đức trả lời vậy đó. Thì bây giờ thôi, ông lỡ ông tặng người ta rồi, giờ thì cô tiếp tục cô thỉnh, rồi cô đưa ông nữa. Nếu ông tặng được nữa thì tốt, thấy không? Nhưng mà mình nên nhắc ổng, nói nếu món đồ này em nói với anh là tặng thì anh tặng, còn món đồ này em nhờ anh đã hứa thì anh phải làm cho đúng như vậy đó, chứ đừng nên đem tặng cho người ta như vậy. Còn nếu ai cần thì kêu người ta đi đến chùa, thầy sẽ tặng cho. Có nghĩa là dù là vợ nhưng mình cũng có tư tưởng để mà mình hướng chồng mình chứ. Quý vị biết rằng có nhiều người đàn ông thành công đều nhờ người đàn bà bên cạnh á, chứ không phải là cái gì cũng không dám nói, cái gì cần nói thì nói, phải không? Nói cho nó đàng hoàng, nói đúng nơi đúng chỗ thì được thôi, chứ đâu có gì mà không được ha quý vị. Đó, nên quý vị thấy nghe Phật Pháp nó có cái hay, đúng không? Ví dụ như tất cả các ông ngồi ở đây đi, nghe một câu này tự nhiên mình thấy ô, vậy là đối với vợ mình cũng phải có chữ tín, chứ đâu phải mình tự ý mình lướt, đúng không? Mình qua mặt người ta không dám nói, nhưng bất phục, người ta không phục mình. Mình làm sao người ta phục mình là mình phải, người đàn ông nó phải đặc sắc. Đã nói thì phải làm cho nó đàng hoàng, phải không? Vậy thì người đàn bà người ta rất là phục mình, người ta rất là kính trọng mình, đúng không? Còn nếu không thì người ta sợ mình quýnh người ta, nhưng người ta không dám nói, nhưng mà trong lòng người ta xỉ xỏ mình trong bụng, đúng không? Nói thứ thằng ông thấy ghét, nói mà không giữ lời, hứa mà hứa lụi, thấy không? Nói vậy cũng có tội, đúng không vậy? Nên mình đàn ông mình phải cho nó đàng hoàng rõ ràng. Cái gì mình nói là nhất định mình phải cố gắng mình làm cho nó đúng đắn. Vậy thì người đàn bà nó quý trọng mình, tại người đàn ông là cây cột cái trong gia đình, mà mình mà nó không chuẩn thì gia đình mình không thịnh đâu. Nhớ đó, cái gì nghiêm là phải nghiêm, còn cái gì thương là phải thương thôi. Nó, thí dụ như bây giờ mình là người xưa lớn tuổi đi, tư tưởng xưa đi. Người xưa thì người ta có những người ta không thông thì người ta cứng lắm. Ví dụ như nói mà trò vui cái này cái kia rồi tự nhiên những người đó người ta không có thích hòa nhập. Còn cái người xưa mà thật sự thông pháp á, ta hòa nhập được hết trơn. Chương trình gì người ta cũng hòa nhập được chứ. Tuy là người ta không có bị nó buộc ràng, nhưng người ta không bao giờ mà người ta làm cho người khác mắng hức. Cái người mà học đạo mà thông á, là quý vị trong bất cứ cái cuộc vui nào của người ta, quý vị không để cho người ta phải mắc hứng đâu. Nhưng mà quý vị nhận định được cái sự việc của cuộc vui thôi, chứ mà mình không có làm cho người ta mắc hứng. Không có cái chỗ vui, người ta vui mà mình đi ngồi cái mặt đóng như là cục bột, thấy không? Từ nơi đó cái người tu á, mà cái tâm nó mở rộng ra, mà nó thông pháp á, thì tức khắc ở vị trí nào quý vị cũng không để cho người ta phải mắc hứng. Đó là tu duyên tu phước trong mọi nơi mỗi chỗ đấy. Quý vị coi Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết có một cộng đoạn, có một đám cưới mà chắc là cũng thăng thiết làm sao đó, mà mời Hòa Thượng. Hòa Thượng đi đến cái đám cưới đó, thì trong cái đám cưới đó toàn là những người lãnh tụ lớn không à. Đi đến đám cưới đó không, thì ngồi cùng bàn, thì cái vị đó mời Hòa Thượng một ly rượu. Hòa Thượng cầm ly rượu lên và uống trước mặt họ.
thì bắt đầu là họ họ mới nói là người người xuất gia mà dám uống rượu phạm giới luật. Thì hòa thượng, cơ hội hòa thượng mới giảng thuyết cho họ nghe, mới giảng thuyết cho họ nghe. Hòa thượng nói rằng cái cơ hội mà giảng cho những người này nghe khó lắm, lúc này uống ly rượu mới giảng cho họ nghe được. Phật pháp này mới gọi là Phật pháp chân chính, đặc biệt không? Nên rất là nhiều người chúng ta bây giờ học Phật nó rất là cứng, nghe gì chạy đi uống rượu hả, uống cho sai rồi bậy hả, uống sai bậy là sai rồi đó. Người ta uống ly rượu, hai ly rượu, ba ly rượu, người ta tỉnh veo, người ta vẫn giữ người ta được bình thường, người ta nói pháp cho người khác nghe xong người ta trở về bình thường. Người ta không phải là muốn uống, mà là vì cái việc này muốn độ chúng sanh mà uống ly rượu, đúng. Còn ông là thèm rượu đi uống là khác, cái tội là ngay ông thèm, ông dính mắt uống á. Còn cái mà nó uống gì người là không có phạm. Cái giới luật trong nhà Phật á là không thèm mà phương tiện á, là tức khắc là không phạm. Còn thèm cho cá nhân mình là phạm. Cái nguyên lý này nó rộng lắm đó quý vị, nhớ không? Ví dụ như cái đó là cơ hội quá lâu, ta gặp cơ hội vậy người ta thị hiện. Còn ông thì nếu mỗi ngày ông đi uống rượu, nó thầy nói vậy tôi mỗi ngày tôi phải uống rượu, vậy là ông thèm. Có những người hỏi những đức, thầy ơi con ghiền cà phê có tội không thầy? Những đức nói cà phê ghiền có gì đâu có tội, nhưng bà ở trong cái cõi đời này bà không ra được thôi, chứ không biết có tội hay không. Tại vì sao? Vì bà ghiền cà phê, bà ghiền cái gì thì bà dính cái nát. Bà ghiền Phật A Di Đà thì bà về thế giới cực lạc, còn bà ghiền cà phê thì bà ở đây bà uống cà phê. Vậy thôi, nguyên lý nó là vậy thôi, có gì đâu. Tôi không nói có tội có phước trong đây, nhưng mà quý vị ghiền cái gì dính cái nấy à, chọn cái ghiền đi. Bây giờ mấy cô đây ghiền cái gì? Ai ghiền Phật A Di Đà đưa tay coi. Rồi để tay đi. Nó quý vị coi ghiền chỗ nào thì quý vị tự quyết định đi. Tại vì cái cõi đời này quý vị ghiền, quý vị có dính có nắm được đâu mà ghiền. Phải tính toán cho kỹ, phải tính toán cộng trừ nhân chia cho kỹ để rồi đáp số, hiểu không? Chứ đừng có mà mình không nhận định. Nó thí dụ như giờ mình leo lên một chiếc xe mình định đi đi, mình leo chiếc xe hơn mình định đi đi, trước nhất mình phải ngồi mình tính toán thiệt là kỹ. Chiếc xe này mình lên mình ngồi xong mình dây đai mình đai lại người mình xong chưa, hiểu không? Rồi xe này xe số hay là xe số tự động, tính cho kỹ trước đi. Rồi mình sẽ đi đâu đến chỗ đó, đi đường nào, sao sao tính kỹ hết rồi xong xuất phát. Thường nhiều người chúng ta khi lên xe lụp chụp, bắt đầu chưa chân đề máy xong vừa chạy vừa rút dây đai ra đai, có nghĩa là nó làm vậy thì nó rất dễ xảy ra tai nạn, đúng không? Phương hướng nó chưa có định hình trước mà gấp gáp là nó thất bại là vậy đó. Đó nên từ nơi đó, thí dụ như chiếc xe của người ta mình mượn đi đi, cái ghế ngồi chiếc xe người ta là nó như vậy, vị trí ngồi đó là nó vừa với người ta, kính hậu đồ là vừa tầm nhìn với cái người chủ xe. Mình mượn xe người ta đi mình không được quyền chỉnh kính hậu, nếu mình có chỉnh mình cũng phải nhìn cái góc độ của kính hậu nó đâu vào đó đàng hoàng. Khi mình trả xe mình phải chỉnh lại hoàn toàn giống y gan cái cũ, hoặc là cái ghế người ta ngồi là vừa dặn như vậy mình có sửa lại cho mình ngồi vừa, khi mình trả xe mình phải chỉnh lại làm sao phù hợp với cái ghế cũ lúc mà mình mới mượn, trả lại vị trí nguyên vẹn, không được đụng chạm đồ đạc trong chiếc xe. Vậy thì có uy tín mượn xe. Còn vừa mượn xe người ta tự nhiên kính hậu cũng chỉnh, ghế ngồi cũng chỉnh, khi người ta bước lên xe người ta ngồi lại thì thấy cái ghế nó hoàn toàn lạ, kính hậu hoàn toàn lạ, người ta nói ông này kỳ cục ghê, xe người ta đi nhiều hơn ông mà. Nên cái xe người ta nó đã như vậy rồi, ông phải giữ vậy cho tôi chứ, ông mượn xe tôi ông chỉ được đi chứ ông được đụng chạm xe tôi, đúng không? Đó, nguyên lý là như vậy. Nó vẫn là Phật pháp, vì công nhận không? Đó, có nhiều người như vậy mà. Nó nên những đức kỵ nhất là chiếc xe những đức đang đi, đi xong rồi leo lên mà sửa lại hết. Khi mình lên rồi mình ngồi xuống mình thấy nó không phù hợp cái vị trí ngồi của mình thì mình phải làm lại từ đầu lại hết. Nên mình nói tôi đi nhiều, ông mượn đi thì ông phải giữ y nguyên cho tôi. Nó vẫn là Phật pháp quý vị, nó vẫn là Phật pháp, đúng không? Nó nên từ nơi đó mình biết quý cái cổ của mình thì mình phải quý cái cổ của người ta. Có nhiều người chúng ta ngộ lắm, cổ mình thì quý lắm, nhưng cổ người ta thì chạy ổ gà ổ gì cũng chạy láng qua chứ.
không? À, nên từ nơi đó ngày xưa ở dưới quê còn nhỏ nhỏ, đi đám cưới không có dài, đi mượn dài. Mỗi lần mượn đâu dài thì đâu dài của người ta ở dưới quê bị nó cũ, nó dơ. Về mượn xong phải lấy dầu lửa rồi lấy cái khăn lau muốn chết luôn. Lau cho nó bóng để mai đi đám cưới. Rồi xong đâu có đồ bạn đâu, đi mượn cái quần tây với cái áo sơ mi. Ở dưới quê ngày xưa là ưa vậy đó. Bà cụ già bà cười kìa. Không biết nè, thấy chưa? Ngày xưa là dưới quê nam nữ như vậy chứ nha, đi đám cưới ưa mượn đồ lắm. Ưa mượn lắm quý vị. Mượn về xong có những người ta kỹ thì đồ của người ta ủi đàng hoàng. Nhưng có những người ta không kỹ, ta giặt xong ta để thinh vậy đó. Mình đem về mình mới đốt lửa lên á, mình lụm than á, than lửa quý vị, than á, bỏ vô cái bằng ủi con gà á. Biết ủi con gà không? Xong bỏ vô bắt đầu là ủi cho cây ngắn đàng hoàng hết trơn. Rồi bắt đầu đi đám cưới gì mới giặt xong cho đàng hoàng, ủi lại đem trả cho người ta. Dài phải lau cho thật sạch trả cho người ta. Thì mai mốt cần mượn thì mượn cái là người ta cho liền. Còn nếu như mà mình mà bày hay thì sao mượn, ta không cho đâu. Đây cũng là một phương pháp gọi là Phật Pháp, đúng không? Nó thì thấy những Đức nói chuyện thấy gần gũi chưa? Nó rất là gần gũi. Bà già bà phái bà cười quá trời kìa. Cô già bà cười quá trời kìa, thấy chưa? Cái thời của bà là như vậy đó. Có đó chứ không giỡn đâu. Nó nên đây là thời những Đức có mà. Chính những Đức ngày xưa đi đám cưới có mượn đồ mà. Thời những Đức còn nhỏ nhỏ mười mấy tuổi là có mượn đồ anh em bạn bè chồng sớm á. Nó nên từ nơi đó phải kỹ đường vậy đó. Kỹ đường vậy đó thì người ta thích cho mình mượn đồ, chứ không thôi là người ta không cho mượn đâu. Nó nên từ đâu đó quý vị thấy nó gần gũi không? Quá gần gũi ha. À, nên sau này những Đức học Phật rồi, những Đức thấy rằng có những điểm mình nhận định nó sâu sắc hơn. Thí dụ những Đức đến một gia đình ai, những Đức thấy nhà đó mà cái xào đồ, những Đức nhìn cái những Đức thấy cái nhà này không biết nhìn phong thủy. À, có những người tự nhiên ta làm cái xào đồ ngay trước cửa nhà. Mà có nhiều người phụ nữ ngoài đời người ta không nhận định được cái điều xấu hổ nha. Người ta phơ đồ mà thường là đồ nhỏ, người ta không có phơ ở ngoài trước đâu, hiểu không? Còn bây giờ có nhiều người phụ nữ á, trong gia đình mình thì có cha chồng hoặc là anh chồng hay em chồng, nhà chẹt có thể phơ những bộ đồ bình thường thì được, nhưng mà những bộ đồ nhỏ của mình thì tuyệt đối không có được khoe ra phía trước nhà cho nhiều người nhìn được, hiểu không? Hoặc là cái xào đồ của mình không thể nào để vị trí mà người chui qua chui lại được, hiểu không quý vị? Nên không biết nhìn phong thủy, có khi tự nhiên cái xào đồ làm đại làm càng, người đi qua với chui qua chui lại kỳ cục lắm. Còn đồ nhỏ, đồ phơ toàn ten á, như là phơ khô mực bán ngoài chợ vậy đó. Cụ quốc cừ. Nó gì thấy nó vô duyên chưa? Nên bao nhiêu người đàn bà ngồi đây á, tự nhiên có những đàn bà cũng bày hay vậy đó. Thì nghe vậy rồi nên nhận định đi. Nghe không? Nhận định đi. Rồi sau này dạy con gái của mình về nhà làm dâu. Thí dụ như trong gia đình của mình, cá nhân gia đình mình đi chăng nữa, mà bận đêm mình ngủ mình cũng không được bận cái bộ đồ ngủ mà một chiếc áo dài xuống mà ở bên trong không có đồ đạc. Tại vì sao? Vì cha chồng hay em chồng hay anh chồng nhìn vẫn là khởi tâm dục mà. Khởi tâm dục mà. Ngài Chu An Sĩ nghe nói rằng con gái khi lớn lên cha không được chở ôm sát phía sau, hiểu không? Từ nơi đó vì cái tâm dục vọng là cái cõi này là nó như vậy. Đối với thăng bằng quyến thuộc gì nó cũng dục khởi lên chứ, hiểu chưa? Nên từ nơi đó người ta người xưa người ta dạy rất là kỹ, thấy chưa? Không chi là bây giờ đứa con dâu này ở trong nhà mà nó bận đồ gì, rồi buổi tối khi trước khi ngủ ngồi ăn uống với gia đình, nằm coi phim đồ ngã nghiêng ngã ngửa, đó là cái thiếu phép tắc đó. Ngày xưa những Đức trên thành phố thì Đức thấy cái vụ mà con rể con dâu ở trong nhà sống chung á, là bằng đêm là nó bận đồ mỏng manh, nó đi ngơ trong nhà vậy. Nó cái đó là cái điều mà trong gia đình này nó không có lễ phép, không biết dạy mà ra như vậy đó. Nên tại sao bây giờ nó ưa xảy ra những cái vấn đề hiếp dâm trẻ em tầm bậy tầm bạ, vì nó làm cho con người ta dục vọng nổi lên mạnh quá, chịu không nổi, hiểu không? Nên mình bây giờ học Phật rồi, mình là phái nữ, mình nên nhận định những điểm này nghe. Nó mình nên nhận định những điểm này. Vợ chồng thì có lúc có nơi rõ ràng chứ, nghe không?
Nó có chỗ nào ra chỗ nấy quý vị. Ví dụ như có những người mình không học Phật quý vị, mà đợi quý vị thấy không, có khi đi giữa đường giữa xá vuốt ve ngoài đường quý vị coi thấy không. Chứ con người mà nghe giáo dục không ai làm gì. Như những đức ngày xưa chưa tu, những đức cũng vậy à, chở bạn gái ngoài đường có khi cũng vuốt ve giữa đường giữa xá nữa. Chính mình đã có vậy nên mình có kinh nghiệm, chứ không có gì sao có kinh nghiệm được quý vị. Chính những đức ngày xưa là công viên Tao Đàn 23 tháng 9, công viên 30 tháng 4, công viên nào những đức không biết. Anh từ nơi đó quý vị biết rằng những đức đi qua, bây giờ những đức đi tu những đức mới biết nè, mới đem Phật pháp áp dụng và nhận định ra, thì ra là con người như vậy mình tệ quá. Cái gì nó cũng phải có nơi có chỗ, thương thì có thương, nhưng mà chỗ nào ra chỗ nấy, thấy không, nó rõ ràng quý vị. Nên từ nơi đó nó cũng có cái sự tôn trọng, dù là vợ chồng cũng phải có sự tôn trọng. Lỡ chạy xe ngoài đường mà hung vợ trước mặt mình, tự nhiên xe chạy tới đụng cái ầm, hai chồng chết queo rồi sao? Một nụ hôn hai vợ chồng bỏ mạng, đúng không bà cô? Cô có cười thấy chưa quý vị? Những đức nói chuyện có nhiều bà già họ phái lắm nha. Hôm qua có 4 bà già, bà ở An Giang mới lên, mà trời tự nhiên có cái duyên lạ ghê, tự nhiên mình vừa đi đến bà cũng vừa đi đến luôn, bà gặp bà mừng quá trời luôn. Bà già cười tới bờ tới bến. Nên quý vị biết rằng 4 bà già mới nói trời ơi, thường mỗi ngày coi thầy giảng trên mạng, bữa nay thầy thấy thầy ngoài trẻ hơn trong mạng nha. Nhiều bà già mới nói gì quý vị, mà những đức ngộ thay là chụp hình đồ này kia không có ăn ảnh. Hình ảnh là ít có ăn ảnh lắm. Có những người người ta trong hình ảnh đó người ta rất trẻ hay vậy, nhưng những đức là trẻ hơn ở trong hình đó. Có rất nhiều người nói á, từ đó tới giờ không có ăn ảnh gì hình ảnh. Nó nhưng ở ngoài thì coi được hơn trong. Bà già, 4 bà già hôm qua mắc cười cũng chết luôn. Thấy tội nghiệp ghê. Từ cái nói đơn giản vậy thôi mà mấy bà già mới nghe được nha. Rõ ràng là nghe được thì thích nghe đúng mà cô. Nghe được thì thích nghe. Chứ nãy giờ nói trên trời dưới đất đâu có nghe được đâu. Nghe đâu có dính ngay mình đâu. Thấy không? Nó nên cái pháp môn niệm Phật này hay lắm. Trở lại đúng không? Pháp môn niệm Phật này hay lắm. Nó có thể giúp chúng ta một đời này giải thoát. Cái câu mới nói này thấy chưa? Dù là nghiệp nặng cỡ nào nhưng tính tâm với câu Phật hiệu này thì cũng vẫn tiêu. Nghiệp nhẹ cỡ nào mà không tính tâm với câu Phật hiệu thì vẫn còn. Vậy thì muốn tiêu nghiệp là ngay chỗ nào? Tính tâm niệm Phật. Đó. Dù là trong đây có những người mang nghiệp phá thai hay tạo nghiệp nặng nề cỡ nào, mà từ hôm nay tính tâm với câu Phật hiệu đi là tiêu nghiệp. Nhớ một câu Phật hiệu, niệm một lần thì tiêu nghiệp một chút. Nhớ một lần phá thai, nhớ một lần ác thì tăng nghiệp thêm một chút. Nhớ đi, tùy quý vị nhớ. Mỗi ngày chúng ta siêng nhất là gì? Nhớ Phật. Tuy nói rằng là cuối cuộc đời từ 1 niệm đến 10 niệm giảng sanh, nhưng chúng ta một đời này đừng bỏ câu Phật hiệu, hãy niệm suốt luôn cả đời. Chứ đừng bao giờ nói từ 1 niệm đến 10 niệm mà chúng ta đi giải đãi nghe. Đừng có giải đãi. Cho nó chắc ăn thì chúng ta nên siêng niệm vẫn là tốt. Mà càng siêng niệm Phật chừng nào thì càng vui chừng nấy à. Càng siêng niệm Phật chừng nào thì càng vui vẻ chừng nấy. Mà càng niệm Phật thì càng trẻ. Những đức bây giờ trẻ hơn 10 mấy năm về trước. Trẻ hơn 10 mấy năm về trước luôn. Đi coi trong hình đi. À, mà bây giờ những đức lại ít hô hơn 10 mấy năm về trước luôn. Đúng ra càng già nó càng hô. Con này càng già nó càng đỡ hô. Ngộ ghê luôn á. Nó nên từ nơi đó rõ ràng luôn. Tấm hình quý vị thấy không? Có một người tấm hình mà ngậm cái miệng lại chụp á, nó hô gì đâu mà thấy ghê. Trời ơi, quý vị biết rằng cái gì đâu chụp hình mà nói chuyện gì đâu. Ngày xưa nói chuyện thấy cái miệng cơ mà không thấy cái mặt. Ồ, cái miệng nó bự thấy ghê thiệt quý vị. Cái miệng gì rộng vô cùng. Bởi vì người xưa nói câu mà mình cũng thấy an ủi: đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan quan cửa nhà. Mấy vị nhớ không phải miệng rộng hay miệng nhỏ mà tan quan cửa nhà. Mà ý nói câu này nói á, mình là người đàn ông hay đàn bà với tâm lượng phải rộng mở, khoan dung thì là sang, đúng không? Rộng mở khoan dung thì ai cũng quý thương là sang chứ gì. Còn nếu như mình mang tâm hẹp hòi, nhỏ nhen, hoặc là đàn bà mà bếp xếp nhiều chuyện là miệng rộng đó chợ. Đàn bà miệng rộng tan quan cửa nhà. Miệng rộng đây là cái câu nói là gì?
là đàn bà nhiều chuyện tan quan cửa nhà. À, phải nhớ câu này chứ không phải nó miệng rộng mà đàn bà tan quan cửa nhà. Cái miệng nó đâu có dính vấn đề của tự nhiên tan quan cửa nhà. Người ta miệng rộng mà người ta lo gia đình, người ta đàng hoàng, người ta không có chăm chích người khác, người ta không có nói chuyện tầm bậy xóm trên xóm dưới thì làm gì tan quan cửa nhà. Nhưng bà miệng nhỏ, bà nhiều chuyện ác đạo luôn, nó có tan quan. Đúng không? Nên cái câu nói, cái lý của nó bên trong sâu. Khi mình chỉ nhìn cái tướng mình nói thôi, mình không chỉ nói cái lý là tự nhiên người ta hiểu lầm, phải không? Nó cũng như đàn ông bây giờ miệng rộng thì sang, mà đàn ông nhiều chuyện sao sang chợ. Đàn ông nhiều chuyện nó kỳ cục ác đạn luôn á, ai mà nói sang, đúng không? Đó, nguyên lý rất là rõ ràng, công bằng, phải không? Không có ép bên nào chứ ha. Tốt nhất là mở rộng tâm tư, không buồn giận người để trong tâm, khoan dung tha thứ. Đây là người sang. Sang đó. Nó bà cụ hôm nay đi đến đây, bà cười hồi nãy tới giờ lấy vốn rồi đó nha. Này bà cụ này, bà cụ lạ. Lạ mà được ngồi hàng đầu. Có nhiều cô nói, hồi sáng gặp một cô có nói nè, lúc này con không vô trong ngồi được thầy. Hỏi sao vậy? Đến trễ. Bà đến lúc mấy giờ? 8 giờ. 8 giờ mà trễ gì? Mỗi chỗ ngồi có cái giỏ. Nói thì bà kiếm cái chỗ nào bà để cái giỏ. Thờ thế bận bịu mà, thờ thế cơm áo gạo tiền mà, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Chấp nhận quý vị, thấy không? Nó chúng ta phải biết chọn điểm chứ. Ví dụ như ngài Tinh Văn, ngài nói rằng cuộc đời của tôi nghe, ngồi chỗ đọc sách biết nhìn ánh đèn, khi ngồi bàn ăn biết nhìn vị trí, chứ dạ gì ngồi cái chỗ không có đồ ăn. Trời ơi, ngày xưa Nhân Đức cái miệng này to nên ăn rất là mau, nên Nhân Đức ngồi ở đâu? Nhân Đức ngồi ở đâu quý vị? Nhân Đức ngồi cô đều bắt cười dữ thiệt. Cười còn hơn cái ông mà cái ông ở Hà Nội nữa. Ông Hà Nội nay mất tiêu rồi. Này thế mà cụ này trời, ngồi ngay trước mặt mình. Vui ghê. Nên á, quý vị biết rằng ngày xưa mà những đứa mà ngồi á, ngay cái bàn ăn là ngồi đâu? Ngồi ngay nồi cơm. Vì sao? Tôi chấp nhận bớ cơm cho người ta, nhưng tôi sẽ thoải mái khi bớ cơm cho tôi. Thấy không? Dám bỏ công bớ cơm cho người ta để mình tiện bớ cơm cho mình. Còn nếu mình ăn nhanh quá mà mình đưa chén liên liên sợ làm phiền người khác. Cái này là cũng là một phương pháp đó quý vị à. Nó một phương pháp chứ gì. Nên ngồi biết nhìn ánh đèn, ăn biết nhìn địa thế vị trí. Con người mà có cái góc độ sâu như vậy thì quý vị đi đến đâu quý vị cũng sẽ sống đặc biệt lắm. Mà mình sống đặc biệt mình còn biết chỉ người ta nữa. Thật sự mà nói mình no thì mới có thể cho người khác no được chứ. Chứ làm gì có cái chuyện đói mà cho người khác no, đúng không bà cụ? Nên một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nghe bà cụ. Bà bữa nay bà cười kiểu này là tóc bà ngày mai đen luôn khỏi bạc. Nên bà cụ bà cười bà sặc luôn kìa. Thôi giảm đi, bà mệt rồi mấy chú ơi. Nhân Đức đọc lịch sử có người cười chết đó bà cụ. Không đơn giản đi quý vị. Nhưng mà tôi chấp nhận thà cười mà chết. Nên quý vị biết thà cuộc đời chúng ta vui vẻ sống cho thật tốt, chứ không có kiểu mà nhăn nhó mà chết nha. Nên tất cả những người mà về chùa mình học Phật á, phải nhớ câu là mở rộng tâm ra lòng thanh thản, an vui tự tại đời thông dong. Phải mở rộng tâm ra. Tu làm sao mở rộng cái tâm lượng này ra. Tâm lượng càng lớn thì phước báo càng lớn. Nhớ nha, tâm lượng càng lớn phước báo càng lớn. Chúng ta bữa nay ngày mùng 7 rồi, còn một tháng nữa là chúng ta tổ chức Phật Đản. Chương trình Phật Đản cũng là một chương trình vô cùng quan trọng quý vị. Vì sao? Vì cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa Đức Thích Ca Mâu Ni ngày ra đời đem giáo pháp mà như là một ánh sáng cho nhân loại, hiểu không?
Ý nghĩa này quá lớn quý vị. Ngày mùng 8 tháng 4, ngày đó không phải ngày thứ bảy chủ nhật gì, nhưng ngày đó chúng ta sẽ cộng tu nguyên ngày. Tùy quý vị sắp xếp cho nó xứng đáng nguyên một ngày luôn. Nó sáng là những đức cũng lên tu rồi chia sẻ Phật pháp và phóng sanh. Xong 8 giờ rưỡi như cộng tu ngày chủ nhật này bình thường luôn, chia sẻ Phật pháp xong lễ Phật rồi phóng sanh. Rồi quý vị ở lại xong chiều tiếp tục chúng ta chia sẻ Phật pháp, rồi chúng ta lễ Phật thờ nữa, rồi chúng ta phóng sanh cúng thí thực lớn đó. Rồi tối lại rồi là Phật tử khắp nơi nơi tập trung về hết luôn rồi đó, là về ngay cái sân. Rồi chúng ta khoảng 9:30 là viên mãn chương trình cả ngày luôn, không có chương trình gì hết, chỉ có đúng tu niệm Phật, nghe lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ mình niệm Phật, thì con niệm Phật cầu sanh cực lạc. Quý vị nhớ này, về thế giới cực lạc rồi quý vị đến đảnh lễ Đức Thích Ca Mâu Ni. Về thế giới cực lạc rồi đến đảnh lễ Đức Thích Ca Mâu Ni, gặp Ngài thật chứ không phải là tượng. Không, chúng ta nhớ ơn Ngài. Giờ chúng ta nghe lời Ngài để niệm Phật, nghe lời Ngài để niệm Phật, để nguyện về thế giới cực lạc nhất định sẽ đến đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mà chỉ có về thế giới cực lạc mới đến đảnh lễ được quý vị. Chúng ta đến thế giới cực lạc là chúng ta đi đảnh lễ mười phương chư Phật luôn. Cái cảm giác này tự nhiên nói đến nó thích lắm quý vị ơi. Cái cõi đời này sao nhiều cái khổ đau quá, thân bệnh hoạn đủ chuyện khổ đau, bao nhiêu sự trở ngại đúng không quý vị. Mình nghĩ đến thế giới cực lạc, tại sao những con người người ta thương yêu nhau, sống đặc biệt quá, tự tại quá. Tự nhiên mình đang nghĩ căn nhà mình đang ở gì, mình nghĩ bây giờ tôi muốn ở căn nhà che thì tự nhiên là nhà che. Tôi muốn suy nghĩ là nhà tôi bây giờ là căn nhà kim cương hộp sòn thì tức khắc nhà kim cương hộp sòn. Cái nghĩ như thế nào tự nhiên nó hiện ra như vậy, sao tuyệt vời quá không? Mà một cảnh giới tại sao mà nó đặc biệt ngoài sức tưởng tượng của mình quá trời. Mình sao mà nói hết được cái sự an lạc thế giới cực lạc phải không? Mà mình tự nhiên mình tin nghe, dù là mình đọc trong kinh thôi mà tự nhiên mình tin. Nó lạ thay, những đứa có lòng tin rất là sâu sắc, dù là đọc trong kinh thôi mà vẫn tin vô cùng là đầy đủ. Tin mà trong lòng không một chút gì nghi ngờ. Vì tôi có biết gì đâu nghi, không biết mà đi nghi. Tin đại đi, tin có thế giới cực lạc vẫn là hơn là không tin, đúng không? Tự nhiên đi không tin, trong khi trong kinh giáo nói có mà đi nói là không có. Đúng là khổ thiệt, tào lao. Thì công nhận không? Tin đại đi. Tự nhiên trong kinh Phật nói là thế giới cực lạc tốt đẹp như vậy đó. Bây giờ mình ở đây, khi đi đến đâu mà người ta đãi ăn đàng hoàng là mình cảm ơn lắm mấy vị. Nên Đức Phật này nói là muốn ăn có ăn, thấy không? Nó phù hợp vô cùng không? Còn mình á, mà có bộ đồ đẹp mình bận mình thích lắm đúng không? Đồ lam đi chăng nữa, đồ mới cũng phái. Thì Phật nói là muốn bận có bận, muốn ăn có ăn, muốn bận có bận, muốn cái gì được cái nấy. Con người mà muốn cái gì được cái nấy, đó là hạnh phúc nhất của người ta đó. Nên Đức Phật A Di Đà Ngài thị hiện ra cái cảnh giới đó là gì? Muốn cái gì được cái nấy. Mà đặc biệt là ở thế giới cực lạc không có sự tranh cạnh, nó không có một ý niệm xấu xa để mà châm chích người, không có luôn. Vì sao? Vì ở thế giới cực lạc là một cái hoàn cảnh vô cùng an lạc và tự tại. Đức Phật A Di Đà Ngài phát nguyện rằng là chúng sanh khi về quốc độ của Ngài là hình tướng giống hệt với nhau luôn, giống hệt 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp y ren luôn. Đức Phật A Di Đà Ngài tâm lý ở cái cõi này tranh cạnh là gì, nó khác nhau nè. Ngồi trong đây có những bà mập, có những bà lùn, có những bà cao, có những bà ốm, có những bà còn răng, có những bà súng răng. Quý vị nghĩ đi, cũng vì nó có cái khuyết và cái đầy đặn mà nó có sự tranh cạnh và khổ đau. Còn ở thế giới cực lạc là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp y ren với nhau hết, vậy ai tranh cạnh với ai làm gì. Còn ở cái cõi đời này có mấy chỉ vàng nhét trong túi xe lại, buộc mấy miếng vải gói cho chắc, sợ người ta lấy đúng không? Trong khi ở thế giới cực lạc thì vàng lót ngoài đường cho mình đi, vậy ai mà đi giành của cải làm gì? Có nghĩa là tất cả những cái chân bảo ở quốc độ mười phương chư Phật thì Đức Phật A Di Đà Ngài đều phát nguyện Ngài tu, và ở cái quốc độ của Ngài tất cả những món chân bảo đó đều có đầy đủ ở quốc độ Ngài hết luôn.
Cái nhân văn mà sống ở quốc độ của Ngài là bất cứ một món chăn bảo gì thì nhân văn đó cũng thấy hết, và vô cùng là viên mãn và đầy đủ và rất nhiều. Từ nơi đó con người không có lòng tham, không có giành giật. Nên dù là một con người còn nghiệp mà tín nguyện niệm Phật sanh về thế giới Cực Lạc, thì nó không có cái nhân để mà mình tranh cạnh, nó không có cái nhân để mình tạo nghiệp, thì tức khắc cái tội nó không có tướng kia, nó sẽ tự mất đi khi ở thế giới Cực Lạc. Còn ở cái cõi này vì sao mà cái nghiệp tội chúng ta cứ tăng hoài? Vì nó có cái nhân bên ngoài và nó có cái tướng ở bên trong. Đã có nhân bên ngoài thì tướng bên trong sẽ hiển lộ ra. Từ nơi đây mà chúng ta ở cái cõi đời này rất dễ bị thối chuyện. Nên mau mau niệm Phật về thế giới Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc là cảnh giới không còn thối chuyện. Đặc biệt thì quá đặc biệt luôn. Quý vị nghĩ đi, bây giờ mà mình suy nghĩ mình về thế giới Cực Lạc mà mình tắm ở trong cái hồ mà bác công đức thủy á, trời nghe mắc mê gì đâu á trời. Cái đáy hồ đó là bao nhiêu chăn bão ở trong đó, mà nước của cái hồ đó là nó có 8 loại công đức, nó đầy đủ cái công đức, mà khi tắm xong con người nó sảng phái, mà giống như là những trần cấu nó tiêu trừ, trí tuệ nó phát sanh. Còn mình ở đây tắm mà còn phải dặn nước nóng, nước lạnh. Thấy không? Có nhiều bữa cúp nước với nước tắm. Còn dưới quê thì có khi nhầm bữa nhảy xuống dưới sông tắm. Tự nhiên ở dưới sông có cái cục gì trôi lình bình. Trời, sông miền Tây dưới quê như Đức ngày xưa. Nước chảy ra chảy vô quý vị. Trời ơi, có những người đâu có nhà cầu đâu. Quý vị biết rằng khi đi cầu nhảy xuống sông cái chụm lặn dưới đi cầu. Xong rồi trôi lình bình. Tự nhiên một chút mình đi đây nó chảy xuống. Một chút cái nước nó chảy ra, cái nó chảy ra lại. Cuối cùng mình múc nước uống cũng là uống cái của mình luôn. Vì coi có khi đang tắm gì tự nhiên nhìn phía trước trôi lình bình lấy nước phát. Ra đi đi, ra đi mày. Thấy chưa? Làm gì có cái chuyện mà cho làm gì bác công đức thủy. Thấy không? Nó còn quý vị coi bây giờ nói nước này nước kia nào là diệt khuẩn này kia đồ sạch sẽ đúng không? Trời ơi, qua bao nhiêu cái lọc mà cái bản thể của nước là cái gì? Bản thể của nó là gì? Bản thể của nó là nhiễm. Dù bạn có lọc cỡ nào nó vẫn là nhiễm thôi. Nó là nhiễm mà làm sao mà lọc? Đúng không? Vì khi nước dơ á thì nó là nước. Quý vị lọc nó qua bao nhiêu quận nó ra nước thì nó vẫn là bản thể của nhiễm. Nên chúng ta uống ở đây toàn là nhiễm hết. Chỉ có thế giới Cực Lạc là một cái bản thể bất nhiễm. Bản thể là nguồn gốc của bất nhiễm. Nguồn gốc đã bất nhiễm rồi thì cành lá không nhiễm. Nên chúng ta về thế giới Cực Lạc là một quốc độ không có ô nhiễm. Trời ơi, mê thiệt à. Thiệt tình mà nói thích thú luôn. Thế giới Cực Lạc, quý vị nghĩ đi. Thêm một cái nữa là cái năng lực thần thông của mình tuyệt lắm. Dụ như bà già bà đang ngồi đây, bà nhỏ con vậy đó, mà bà về thế giới Cực Lạc một cái là bà có đầy đủ năng lực thần thông như Phật A Di Đà. Thật sự mà nói những chỗ này chúng ta ngoài sức tưởng tượng. Chỉ còn có cái là cảm thấy là thích thú thôi, chứ không có một cái sức tưởng tượng nổi đâu. Quý vị nghĩ năng lực của người ở thế giới Cực Lạc, quý vị nói cái sức nhạy bén vô cùng nhanh nhất là gì? Bóng đèn, phải không? Bấm một cái cháy liền. Nó rất là nhanh, tia hồng ngoại nhạy vô cùng. Nhưng mà quý vị biết rằng cái năng lực của người thế giới Cực Lạc thì không thể nào quý vị có thể bàn nổi. Quý vị nghĩ từ quốc độ chúng ta mà trong kinh Phật nói rằng từ đây mà tới thế giới Cực Lạc thì xa hằng hà, gọi là hằng hà, nó xa vờ mà gọi là cảnh giới chư Phật, xa như vậy, con số hằng hà xa chư Phật. Như vậy đó mà trong một khoảnh tay gì thôi. Vậy mà chúng ta ở thế giới Cực Lạc. Có nghĩa là cái ánh chớp còn chậm hơn không biết bao nhiêu lần. Trong một niệm mà đi 10 phương chư Phật cúng dường, quý vị suy nghĩ đi. Bây giờ chúng ta đi máy bay là nghĩ nhanh nhất đúng không? Từ Hà Nội đi về đây thời gian cũng mau, nhưng không có ăn thua gì hết chứ. Còn mình về thế giới Cực Lạc là cái công cụ mà mình đi là năng lực mình có sẵn. Nó đặc biệt cho muốn đi là đi, chứ không cần dùng phương tiện. Đúng là một quốc độ quá tuyệt. Nên nói là cung cực an lạc. Chỉ có thế giới Cực Lạc tiếng khổ cũng không nghe.
không chỉ là có khổ. Ở đây thì quá nhiều tiếng khổ. Có khi mà đi đến đây tu nghe những đứa nói chuyện gì nó bình yên. Vậy đó mà ăn cơm xong một chút mà ngồi ngủ á, có khi chưa ngủ được, gặp cái bà cô nào nằm kế bên, hai bà nói chuyện, hỏi nhà chị có mấy đứa con, con có vợ có chồng chưa, bắt đầu gầy chuyện rồi đó nghe. Gầy chuyện rồi đó. Bắt đầu phải nói thôi chị ơi đừng nói nữa, kể chi những cái gì khổ đau này. Trời ơi thấy chưa, nó gầy chuyện rồi đó. Thấy chưa, là khổ tới rồi đó. À, nên từ nơi đó mà mỗi khi mình niệm Phật cầu sanh cực lạc đi, thế giới cực lạc không có khổ. À, dù ở đây có khổ cỡ nào đi chăng nữa mà nghe Pháp Môn Tịnh Độ là có cơ hội nè, có cơ hội để được một đời giải thoát nè. Những đức thấy rằng mười mấy năm nay những đức học Phật á, dù là chưa sanh về thế giới cực lạc, nhưng những đức thấy rằng niềm vui của những đức bây giờ đang có, nó nghe nó nhiều không biết bao nhiêu lần. Mà ngày xưa những đức đi chơi, đi chơi luôn á, mà bây giờ mỗi ngày nó an lạc không biết bao nhiêu lần hơn ngày xưa. Nên chúng ta mỗi tuần chủ nhật, quý vị rủ được một người đi đến đây tu là quý một người. Kệ rủ người ta đi tu đi. Ai nghèo quá, người ta không có tiền đi xe đó, hoặc là người ta mới đi chùa, quý vị, người ta thấy tiền xe người ta ngán, bao luôn. Bao đi, bao vài lần là bà tự trả tiền à. Chứ bà không để mình bao hoài đâu, vì bà hiểu rồi. Thấy không? Hiểu rồi là tự nhiên người ta sẽ trả tiền à. Nên rủ được một người là tốt một người. Còn rủ đi rồi mà thời gian người đó không đi nữa thì thôi. Chúng ta miễn cưỡng gì cho nó mệt, quý vị thấy không? Có nghĩa là hết lòng rủ thôi, còn mệt ra không đi nữa thì thôi. Chúng ta đừng có nên ăn nỉ này nỉ gì cho nó mệt, đúng không quý vị? Nó nên món ăn này ngon mình cứ lo ăn thôi, còn ai đủ duyên thì mình rủ cùng ăn chung. Vậy thôi à. Nó nên khắp nơi nơi nghe gì rồi nên rủ người ta đi đến đây tu. Vì nghe hồi nãy giờ toàn là cái gì? Nó cảm thấy có một tâm trạng gì đó, nó cảm thấy nó nhẹ nhàng. Nó nói im im gì, có nhiều cô cũng ngồi cũng hơi hiu hiu. Nó ngộ ghê, thấy không? Gặp mà nói vui cười là chúng ta không hiu nha. Mà lúc nào mà nói mà giảng sanh hoặc là nói thế giới cực lạc đồ làm như mình nó không đủ năng lực để tiếp nhận, tức khắc nước mắt làm nè. Ờ, phải không? Nó ngộ ghê nghe, nó làm nè. Ngồi, trời ơi, ngồi mà có khi mà ngồi mà có nhiều cô mà mình thấy đúng là quay phim lại lên coi lại nha. Những đứa kia với chú cái gì nữa, thôi cho qua đi. Thấy bà ngủ tội nghiệp, bà lỡ bà coi bà mắc cỡ. Tự nhiên bà ngồi bà làm nè. Mà khôn ghê, sao nó không bật luôn. Ngồi mà gục gật, trời ơi, tội gì đâu. Mà con mắt có khi mà nó làm nè. Còn nghe cái gì nữa trời. Nó ngồi bố làm mắt làm nè. Anh nhướng lên nhướng xuống nè. Thôi không còn nghe được gì nữa chân á. Vậy mà vẫn ngồi nghe. Tại vì sao? Vì nó hưởng được cái từ trường gì đó biết không. Nó vậy đó mà xong rồi bắt đầu là hồi hướng bắt đầu. Nói gì hồi hướng à. Lúc hồi hướng là ai cũng mở mắt ra chân á. Hồi tùy hỷ á quý vị. Thật sự mà nói cái cõi đời này bị nhớ nha. Hư hỏng nhiều hơn đúng đắn. Ngủ ăn ngủ nhiều hơn là ít ăn ít ngủ. Xấu xí nhiều hơn là đẹp. Có nghĩa là ở cõi đời này tất cả những cái gì tốt đều là ít hơn là xấu. Từ nơi đó mà chúng ta đã sanh đến cái cõi này thì đừng nên buồn. Ha? Đừng nên buồn mà điều phát tâm về cực lạc thì hoàn toàn là đẹp hết trơn à. Đây là những câu nhắc nhở chúng ta từ người xuất gia cho tới hàng cư sĩ. Người niệm Phật cầu sanh cực lạc đừng nặng về danh lợi và thành bại. Vậy thì chúng ta mới thật sự có tâm cầu giáng sanh. Còn nếu như nặng về danh lợi và thành bại thì không thể nào là người muốn cầu sanh cực lạc. Nhớ. Tại vì chúng ta sống ở cõi đời này, có danh có lợi đều là từ phước duyên tu đó mà có được. Còn thành công hay thất bại là do nhân duyên. Mình vì chúng sanh đủ duyên thì thành công, còn không đủ duyên thì thất bại.
vậy thôi. Còn cuộc đời chúng ta hàng ngày đang sống đây phải sống cho tốt, niệm Phật, có tâm giải thoát, vậy là được. Còn nếu như mà mình mỗi ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc, nhưng mà đối với danh lợi cũng nặng nề, đối với thành bại cũng nặng nề, vậy chịu thua. Mà mình tu mình cũng không có thấy có cảm giác nó đặc biệt. Nên con người mà sống trong cái cõi đời này mà an lạc tự tại, là không bị vật chất buộc ràng, không bị danh lợi buộc ràng, không bị sự thành bại buộc ràng, vậy thì nó mới có được cái tự tại mà khi mình học Phật. Nhưng Đức thấy có những người, người ta đối với danh lợi người ta nặng lắm, rất là nặng. Nhưng cuộc đời con người mình sanh không mang đến, chết không mang đi, vì có cái gì mà cầm theo được đâu, thế rồi. Những Đức coi lịch sử mà những Đức thấy có những vị mà anh hùng hào kiệt quanh quanh liệt liệt, nhưng cuối cùng cuộc đời của họ cuối đời có cái gì đâu, không có gì tồn tại. Mình càng nhìn nhận sâu sắc rồi mình thấy rằng là cuộc đời con người sống mà mỗi ngày mà sống an vui tự tại mà có phương hướng giải thoát là những Đức thấy hay nhất. Còn con người mình nếu mà nó có phước nha, tự nhiên nó đến, có phước tự nhiên đến. Thí dụ những Đức mỗi ngày những Đức lo cho đại chúng trong chùa, tự nhiên vậy, có những người người ta cầm tiền đến, người ta đưa mình đi nuôi các cụ. Có khi không phải là những Phật tử ngồi ở đây đâu, những người tự nhiên đâu lạ quắc lạ quơ đem tiền đến đưa mình nuôi cụ già. Nên rõ ràng là khi mình giúp người thì mình đừng có nghĩ cái người đó trả ơn cho mình. Nhưng mà tự nhiên á, cái duyên người ở đâu người ta đến. Nên mình giúp người thì cứ giúp người, dù là người đó người ta có phỉ báng hay người ta có bắt cằn mình hay chăng nữa kệ. Mình có cơ hội giúp người, đây là thiện tâm. Thiện tâm sanh phước báo, hiểu không? Đây là tốt rồi đó. Giúp người là tu phước duyên, chứ không phải giúp người để cầu người giúp mình, không phải. Nghĩa là mình giúp người mà mình cầu người giúp mình dễ sanh phiền não. Tại vì mình có cái tâm mong cầu, nên khi mình giúp người mình muốn người giúp mình là tâm mong cầu, hiểu không? Nên từ nơi đó mà giúp người đừng đợi người trả ơn cho mình. Mỗi ngày giúp được người làm việc tốt là mừng rồi. Cuộc đời có người như vậy là quá có ý nghĩa. Còn nếu chi cầu cái việc người ta trả ơn mới làm như thua. Nên mỗi một người chúng ta học Phật phải nhận thức được chỗ này. Nên những Đức thấy rằng là mục tiêu của mình học Phật là mỗi ngày niệm Phật và không buồn giận ai để trong tâm. Đây là nguồn gốc chính nhất. Khi quý vị không buồn giận ai để trong tâm thì quý vị không có chi cầu với người ta, không có đòi hỏi từ người ta, nên mình không có buồn giận người ta để trong tâm. Tại sao mà cái cuộc sống ở thế gian chúng ta sống thường là gặp sự cố là khi người ta thương mình mai mốt người ta hẳn mình, vì cái tình thương nó có dụng ý, nên thương rồi nó mới hẳn. Còn nếu như mình thương là mình thương giữa con người với con người là phải thương nhau, giữa con người với con người là phải sống có đạo đức cùng sống với nhau, chứ mình đâu có chi cầu từ con người đó. Vậy làm gì mình có tác dụng phụ là mình buồn giận hẳn người đó, đó mà mình khổ đau cho chính mình. Cả vợ lẫn chồng, cả anh em gia đình dòng họ gì cũng vậy. Con người mình thường bị khổ đau là do tình thương đặt vấn đề nặng, và cuối cùng khi nó có sự cố gì thì nó quay lại sự khổ đau chính mình rất nặng nề, rồi sanh ra hận thù. Nên mình bây giờ mình tu, mình nên cởi mở cái tâm tư mình ra. Tại vì đối với cái cõi đời này mình không có gì mà xách theo được đâu, dù mình có tạo cỡ nào cũng không có xách theo nó đâu. Con cháu gì cũng vậy, mình đã thấy rõ ràng bao nhiêu con người sanh con cực khổ, nuôi con khôn lớn, tạo cho con sự nghiệp gia đình, nhưng cuối cùng quý vị thấy rằng có khi con nó còn trả đũa lại cho mình những lời nói làm mình đau lòng. Sự thật là trước mắt mà, không lẽ bây giờ mình nuôi người ta, mình lo người ta rồi, bây giờ người ta trả đũa lại mình đi khổ, vậy thì giống như mắt chì lắng chài luôn, đúng không? Mắt sạch hết trơn luôn, nó không còn cái gì tồn tại chứ. Chúng ta phải làm sao biết sống, làm sao mà chính mình biết sống an lạc. Đây là cái sống đặc biệt. Nó đừng có chi cầu cái bên ngoài. Người ta cho mình niềm vui, người ta cho mình cái khổ đau, vậy mình bị nô lệ từ cái người ta cho mình vui, người ta cho mình khổ. Mình phải làm sao tự mình cho mình được niềm vui và cho mình được tư tưởng sống an lạc tự tại,
Con người như vậy mới là con người thật sự thông minh. Tại vì mình biết dung bồi cho mình. Có những cái người ta làm mình đau khổ thì mình suy nghĩ đây là chất độc. Nếu như mình đem để vào tâm thì mình bị trúng độc. Mà nếu tiếp tục buồn nữa thì chúng tiếp tục mũi tên độc nữa. Chúng một mũi tên độc đã thấm thiết. Vậy mà còn buồn để trong tâm, ngủ không được, ăn không được. Nên chúng tiếp tục từng mũi tên, từng mũi tên. Nhiều người chúng ta là chúng tên liên tục, quý vị. Chúng tên liên tục. Có khi chồng la gầy, tát tay một cái. Cả đêm đó nhìn thấy bao nhiêu cái tát tay vào mặt để khóc. Nên chúng tên liên tục mình mẩy bầm dập bấy bá. Chính mình đúng ra chúng có mũi tên mà không biết cách để mà rút mũi tên nó ra. Vậy mà tiếp tục đi dùng thêm nhiều mũi tên để bắn vào người mình thêm nữa. Đây là chính mình hại mình hay là người hại mình? Hãy suy nghĩ cho kỹ nha. Mình hại mình chứ không phải người hại mình đâu. Nhớ đó. Nên người tu hành đối với danh lợi thành bại đừng có nặng nề. Đây mới là thật sự người có tâm tu giải thoát. Đừng bao giờ phiên người ta buông xả mà mình vớt. Khổ lắm đó nghe không? Nhớ quý vị, rất là nhiều người chúng ta rất là khổ, kêu người ta buông mà mình lụm á. Đó là khổ lắm. Nên mỗi ngày cũng sống rất là tự tại, có gì đâu quý vị. Nó có gì đâu mà nó nặng nề đâu. Ngày nào cũng là ngày sống rất là đặc biệt. Dịch bệnh cũng sống được tốt, mà không dịch bệnh cũng sống bình thường. Quý vị thấy đi đến chùa mình, ngày nào cũng là ngày bình thường nha quý vị. Quý vị thấy dịch bệnh cũng là ngồi gì, mà không dịch bệnh cũng ngồi gì, đúng không? Giết rồi nó tập ai cũng thấy bình thường hết chứ, đúng không? Nó có gì đâu mà lo. Nó hôm qua gặp có bốn bà cô này từ An Giang lên đây cộng tu. Bà gặp những đức bà nói, mỗi năm đi cũng đông. Năm nay mấy bà đã không dám đi nữa. Những đứa hỏi như sao? Ở đây có lựu đạn hả? Bà nói, mấy bà sợ dịch bệnh. Những đứa nói bây giờ đâu có dịch bệnh gì đâu sợ. Nói, nhưng mà mấy bà sợ. Nó sợ ở nhà đi. Đúng không? Người thấy không, con người ta cứ sợ cái mà mình bệnh và chết. Trong khi quy luật bệnh và chết thì quá tự nhiên. Quy luật bệnh và chết thì tự nhiên mà đi sợ bệnh và chết. Sợ già. Đúng không? Làm gì chúng ta đi sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Đây là quy luật tự nhiên. Tất cả cái gì hiện hữu trên cõi đời này nó đều phải già và phải bệnh và phải chết đó chứ. Quý vị nhìn một chiếc lá, quý vị cũng nhìn ra được quý vị này. Một chiếc lá non rồi từ từ lớn lên, rồi chiếc lá vàng rồi rụng là chết đó. Vàng là già. Quý vị thấy một cái quy luật của cái cây, quý vị cũng nhìn được chính bản thân mình. Có cái gì ở cái cõi đời này mà tồn tại không? Dù nó có thọ cỡ nào đi chăng nữa thì một ngày nào cũng chết. Không có một cái vật nào ở cái cõi đời này mà tồn tại chứ. Tại vì cõi này là không có tồn tại. Nên Phật mới nói là cảnh giới thành trụ hoại không, thăng sanh già bệnh chết, đúng không? Không có cái gì tồn tại. Đã là không có gì tồn tại, vậy thì chúng ta cầu tồn tại là khổ rồi. Cầu tồn tại là khổ. Sống bình thường mới tự tại. Con người sống bình thường mới tự tại. Còn cầu nó phải tồn tại là rất khổ. Thế giới cực lạc không cần cầu tồn tại nó cũng tồn tại. Vì đó là bổn nguyện tồn tại. Còn ở đây nó không có tồn tại. Ở đây là cảnh giới thành trụ hoại không. Thanh cái thăng thì sanh già bệnh chết. Đúng không? Nên từ nơi đó mà bản thân mỗi một con người chúng ta phải giữ mình cho thật là tốt. Giữ mình cho cái tâm nó thoải mái an lạc. Đây mới là một con người trí thật sự. Đừng có nhìn góc độ từ người khác để làm cho mình phải khổ không chí. Đó. Nhưng mà cái nhân tố ở cái cõi đời này rất nhiều thứ làm cho chúng ta phải khổ. Vì cái nhân ở cõi đời này mà không khổ thì không phải là ở cõi đời này. Con người đến cõi đời này để làm cái gì? Làm khổ. Phải nhớ nha, chúng ta đến đây để làm khổ. Tạo khổ. Phải nhớ đó. Đến đây để mà tạo khổ. Phần nhiều 90% là đến đây để tạo khổ. Nếu như chúng ta không khổ thì không phải đi đến đây. Như vậy thì phải làm sao hết khổ? Chấp nhận. Chấp nhận đi đến đây để chịu khổ. Mà niệm Phật giảng sanh thì tự nhiên chúng ta không thấy khổ.
Nếu như chúng ta không chấp nhận khổ, chúng ta đổ thừa ông trời, đổ thừa con người cho tôi khổ, vậy thì cái khổ này nó càng tăng thêm. Chúng ta sống một đời này, đến khi ra đi chúng ta càng hạ cấp. Nếu như chúng ta chấp nhận khổ mà chúng ta niệm Phật giảng sanh, vậy thì phương hướng chúng ta đang tăng lên đấy, đang tiến, chứ không phải là đang lùi. Còn nếu như quý vị không chấp nhận khổ thì càng khổ, mà khi quý vị ra đi thì nó càng lùi cái cảnh giới xuống thêm. Nên chọn đi. Nên chúng ta học Phật là gì? Đến cõi đời này là chấp nhận khổ. Nhớ. Chấp nhận khổ để trả nợ. Ai cũng vậy. Phần nhiều, dù là vui buồn gì cũng là có cái khổ nằm bên trong hết. Vì sao? Vì thân này có sanh già bệnh chết mà làm gì không có khổ. Trước nhất là chúng ta khổ vì già, vì bệnh, vì chết nè. Dù là chúng ta có cố gắng làm sao cho nó đừng có già đi chăng nữa thì nó cũng phải già. Mà đến lúc nó già nó còn tồi tệ ác đạn hơn nữa. Đến lúc nó chết nó không chấp nhận thì nó chết càng khổ đau ác đạn hơn. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà mỗi ngày chúng ta nên sống những chuỗi ngày thật là an lạc bình yên của mỗi ngày nè. Hãy hưởng những niềm vui hiện tại mình đang có. Đừng suy nghĩ những cái xa vời mà chúng ta chưa dối tới. Cái mà chúng ta dối tới hàng ngày nè là gì? Cầm máy bấm số đi đâu cũng A Di Đà Phật. Đừng cầm điện thoại chứ cho nó mệt. Cầm máy bấm số vẫn là hay. Cầm máy bấm số, hoặc là nếu cái điện thoại nghe pháp được thì lúc nào nghe pháp cầm lên nghe một chút thôi, rồi là xong buông qua một bên, ai gọi nghe. Còn buông ra cái máy bấm số đặc biệt nhất nè, đi đâu cũng cầm theo, A Di Đà Phật bấm, A Di Đà Phật bấm, A Di Đà Phật bấm, cứ vậy thôi. Người ta không bấm mình bấm. Cái máy bấm số này những đức gọi là cây súng mà bắn tham sân si nè, bắn với người ngủ gục. Quý vị thấy rằng ngồi một chút xíu thôi mà nó ấm ấm thôi là bắt đầu, chút xíu thôi, quý vị thấy không? Xin thưa quý vị rằng những đức học Phật trong vòng 3 năm, 3 năm đầu hiu hiu một chút, qua 3 năm thôi con người Nhân Đức thường là tỉnh nhiều. Dù cả đêm không ngủ cũng tỉnh nữa. Vì thấy để ý Nhân Đức con người lúc nào cũng tỉnh. Phần nhiều. Ít bao giờ vì thấy Nhân Đức mà sù sụ lắm. Hoặc là con người Nhân Đức mà khi gặp ai mà nói là than thở không có đâu. Không có. Hiểu rồi. Nên sống bình thường đi. Đó. Đặc biệt nhất quý vị coi. Sống bình thường lo được cho 500-600 người ổn định. Sống mà gọi là muốn cao xa thì một mình lo chưa xong. Lạ thay. Việc này lạ thiệt á. Nên quý vị biết rằng vì sao chùa mình chủ nhật từng nào cũng đông như vậy? Nhất định là nó phải đặc biệt làm sao. Đặc biệt ngay chỗ nào? Nhiều khi người ta niệm Phật làm chính nhất luôn. Nên có một đoạn nè, rất hay nè. Hễ có tính tâm niệm Phật thì tội lớn cũng diệt, không có tính tâm thì tội nhỏ vẫn còn. Nên hổ thẹn là mình không có tính tâm. Nếu niệm Phật mà có tính tâm dù tội lớn thì cũng diệt, nhưng mà không có tính tâm dù tội nhỏ vẫn còn. Không tính tâm là chúng ta như thế nào? Nó lừng chừng. Quý vị biết rằng cái cuộc sống ở đời này, con người mà thất bại là toàn là con người gì biết không? Lừng chừng không à. Mà cái bệnh lừng chừng là cái bệnh của chúng sanh chúng ta. Đa dạng lừng chừng. Khi mà những đứa mà ngồi nói chuyện với ai mà cái kiểu mà chưa làm được việc nhỏ mà cứ là nói trên trời dưới đất không à. Những đứa nói cái thứ này toàn là thứ thất bại. Mà bây giờ là thường là ưa vậy thôi. Việc nhỏ thì không làm đâu, mà nói chuyện trên trời dưới đất là việc lớn. Không được đâu bạn ơi. Bạn muốn làm việc lớn, bạn muốn làm việc nhỏ, hiểu không? Không có ai mà tự nhiên đi học lớp 12 bao giờ. Phải nhớ từ lớp 1 không. Nên con người đặc biệt nhất sanh con ra mà dạy con cái tư tưởng gì biết không? Nó phải có một cái sự kiên nhẫn và chịu khó, con người nó mới thành công được. Con người từ kiên nhẫn chịu khó thì con người mới thành công. 100%. Từ kiên nhẫn chịu khó mới thành công. Quý vị hôm qua ở đây không biết có ai coi mà những công đoạn mà của những đức ngày xưa quý vị coi đi.
phải là người kiên nhẫn chịu khó không? Những đức hồi đó đầu tiên nói chuyện, rất là nhiều người phản bác nói rằng: chú mà tướng tá xấu xí nói chuyện ai mà nghe đâu mà nói hoài. Những đức nói rằng: tôi có cơ hội nói là nói, không sợ ai chứ, bị bắt buộc phải ngồi nghe luôn, không dám không nghe đâu, ngồi đó bịt lỗ tai đi. Hồi xưa vậy đó, kiên nhẫn rồi xong đi vô phòng ngồi một mình cũng chia sẻ Phật pháp, phải kiên nhẫn không? Vài năm sau tự nhiên quen thôi, không có sự thành công nào mà không từ cái kiên nhẫn mà ra. Như đức nó bảo đảm đều từ kiên nhẫn mà thành công, dở cỡ nào dở chỉ cần kiên nhẫn có phương hướng chuẩn xác là thành công, đã nhắm được mục tiêu. Nên Như đức từng nói rằng một con người á, hãy nhắc nhở mình điểm này nè: phương hướng và cố gắng chọn đi. Có những người ta nói cố gắng đặc biệt hơn phương hướng, sai. Phương hướng quan trọng hơn cố gắng. Con người muốn thành công thì trước nhất bình tĩnh phải nhắm mục tiêu. Mục tiêu này phải nhắm cho thật kỹ, nhìn nhận mục tiêu này đã nhiều người làm thành công chưa. Nhắm được mục tiêu này rồi bắt đầu chúng ta đã nhìn nhận được mục tiêu rồi thì cố gắng. Cố gắng không cần suy nghĩ chắc chắn là thành công, vì đã có phương hướng chuẩn. Còn có những người cố gắng mà mất phương hướng, vậy thì càng cố gắng càng sai. Giống như đi lạc đường thì càng đi càng lạc thêm, chứ không nói gì nữa. Hiểu không? À, ví dụ những đức ngày xưa mới vô chùa tu, gặp vị thầy chủ trì này thành công. Vị chủ trì này thành công từ phương pháp lễ Phật. Vị chủ trì này thành công từ cái cách nói chuyện đơn giản, hòa nhã, chỉ có vậy thôi. Văn tự rất gần gũi, ông thành công được khả năng của ông là cái gì? Là đơn giản gần gũi với công chúng. Những đức đã nhìn được phương hướng này đã thành công rồi. Từ nơi đó những đức cứ cố gắng nhắm mục tiêu phương hướng đó luôn, không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Tới bây giờ luôn, những đức vẫn còn giữ cái phương hướng ngày xưa luôn, vẫn còn giữ phương pháp tu của ngày xưa luôn. Nếu đi xuống đây mà hòa thượng không kêu những đức đổi qua niệm Nam Mô Di Đà Phật đó nghe, những đức vẫn còn giữ A Di Đà Phật và đúng y rang lễ Phật như vậy luôn, và Lại Quan Âm cũng y rang như vậy luôn. Tất cả những bản cũ ngày xưa những đức đều giữ y nguyên, không thay đổi gì cả. Tới bây giờ là bây giờ những đức đi tu hơn 11 năm vẫn giữ y nguyên như vậy, không có thay đổi gì hết, không có muốn nghe ai đổi mới gì hết luôn, giữ y nguyên như vậy luôn. Nó vì sao? Vì những đức đã nhắm được phương hướng thì những đức cứ cố gắng như vậy thôi. Bây giờ những đức thấy rằng mình ở một nơi quanh năm mình ít đi đâu, bây giờ những đức dùng chiếc máy MP3 để mà những đức đi. Đặc biệt thiệt, khi những đức coi chuyện xưa cách nay mà vài ngàn năm về trước, những đức nhìn cái thời đại đó phải đi, còn những đức nhìn vào thời đại bây giờ nó cũng loạn như thời đó luôn. Nhưng mà thời này không nên đi. Vì sao? Vì thời này không nên đi, vì thời này không cần đi. Thời này chỉ cần ngồi một chỗ phân thân là đủ rồi. Thời này chúng ta có khả năng dùng thần thông để phân thân, thời đó không có khả năng phân thân phải đi. Thời chư tổ sư phải đi vì chưa phân thân được. Khi muốn phân thân thì viết sách đưa đi cũng lâu, nên phải phân thân tự mình đi. Còn thời này có thể phân thân đi được, dựa vào khoa học hiện tại để phân thân. Nên thời này lo tu đừng nên đi, rất là phù hợp trong thời đại hôm nay. Thời đại hôm nay đi coi chừng chúng ta sẽ thất bại, vì càng đi thì càng hướng đến danh lợi nhiều quá, nên chúng ta không đủ bản lãnh để vượt qua nên thất bại. Thời này là thời ngồi một chỗ để phân thân thôi, dùng thần thông còn hơn tài thiên đại thánh để phân thân. Quý vị coi, một ngày chúng ta ngồi một chỗ chia sẻ Phật pháp, để lên mạng một cái thôi, một ngày mấy ngàn người coi, thân chúng ta đã biến mấy ngàn con người đang thấy mình. Ai muốn thấy mình tức khắc sẽ thấy mình, mình sẽ hiện thân giống như hữu cầu tất ứng, muốn thấy thì sẽ thấy, đúng không? Còn ai không muốn thấy thì khoan duyên chi cho nó mệt. Thí dụ như muốn thấy thì sẽ thấy, không cần đi đâu cả, vì thấy đặc biệt không? Nên thời đại hôm nay là thời đại chúng ta có dùng được thần thông. Thần thông gì? Khoa học hiện tại, dùng khoa học để mà phân thân. Chiếc máy nghe pháp quý vị coi, truyền biết bao nhiêu mà nói. Đặt một lần
vài chục ngàn cái đi truyền bá. Những đức đi khắp nơi nơi tùm lum, nhưng trong khi vẫn ở trụ xứ, không cần đi đâu. Nên những đức coi lịch sử xưa thì cần đi, thời nay không đi. Không cần phải đi cũng khắp nơi nơi nữa. Nhưng mà đến khắp nơi nơi nhưng không bao giờ bị lưu trữ chỗ đó, không bao giờ bị dính mắc chỗ đó, đúng là tuyệt. Chỉ ở một nơi đây để lo niệm Phật thôi, quá đặc biệt. Nó nên từ nơi đó. Vậy thì những đức dùng cách này, quý vị cũng dùng cách này được ý. Trang Facebook của mình, tất cả bạn bè trong trang Facebook, chúng ta giới thiệu Phật Pháp cho họ. Đó cũng là một cách phân thân của mình để mở rộng Phật Pháp đó. Rất là hay. Nên như Đức nói, cái trang của quý vị nên trở thành một cái trang chuyên tu thì phước rất lớn. Dù quý vị có làm ăn gì đi chăng nữa, trang quý vị là một cái trang có tu hành. Lạ lắm. Có những người, người ta không tiếp nhận Phật Pháp nhưng người ta lại tin con người tu. Nó rất là kỳ. Người ta không tiếp nhận Phật Pháp nhưng người ta thích tin con người tu. Và người ta không ăn chay, người ta không niệm Phật nhưng người ta chơi với người ăn chay niệm Phật và tin nhân quả thì người ta lại thích. Nó lạ lắm. Thích nhưng mà người ta không làm đâu. Nhưng mà người ta thích con người đó đó. Tại vì sao? Vì người tu hành ăn chay niệm Phật thì dám chịu thiệt với họ, nhưng chưa chắc. Người ăn chay niệm Phật nếu mà chịu tính thì là lấy cả cái tâm can của họ, chứ không phải là lấy cái bên ngoài của họ. Tại vì sao? Vì cái góc độ của người niệm Phật ăn chay nó thông minh, nó lấy não óc, lấy tâm can bên trong á, thì đã lấy được cái chỗ đó là lấy tất cả rồi, hiểu không? Nên từ nơi đó, nhưng mà trước mắt thì giống như là chịu thiệt, chịu hạ mình. Nên từ nơi đó quý vị phải biết rằng cái trang Facebook của mình mà trang chuyên tu thì người vào trang Facebook mình là toàn bộ là người sẽ chịu tu. Mình sẽ rủ được nhiều người biết tu, sẽ kết bạn cùng mình. Khi mình gặp sự cố gì thì những người tu mới là người giúp mình. Dù là bạn bè ngoài đời rất nhiều nhưng mà khi gặp sự cố mất tiêu chứ. Nhưng mà lạ thay, những người tu có thể là dù là đêm phia nửa đêm người ta cũng tìm đến để người ta giúp đỡ mình. Vì sao? Vì người ta tin nhân quả, người ta có đạo đức, người ta tin nhân quả. Bây giờ giúp người mai người giúp mình, nên người ta nghĩ như vậy. Nên từ nơi đó mà khi mình kết bạn được nhiều người tu thì mình sống rất là thấy ấm áp. Hoặc lâu lâu gặp lại nhau, một lần ngồi trên một bàn ăn chay, quý vị cũng không cần uống bia rượu, rượu bia hay là nhạc, nhảy nhạc gì chứ không cần. Con người nó sẽ rất tỉnh táo, luôn luôn là gặp nhau là nó trao đổi về đạo đức không à. Và tự nhiên từ khi mình học Phật, con người mình nó cũng không có lè lẹt như ngày xưa chưa học Phật. Thấy cái chỗ này thôi là thấy mình học Phật đã có lợi ích rồi đó. Lợi ích lớn rồi. Nên tất cả mọi người chúng ta nên biết dùng cái khoa học hiện tại này để truyền tải Phật Pháp. Mà không cần phải đi nhiều. Những đứa đâu có cực phải đi nhiều đâu quý vị. Đâu cần phải cực đi nhiều đâu. Mà quý vị để ý đi nghe. Một thằng ngốc như những đức nhưng mà lạ thay nó có một ý nghĩ lạ như vậy. Nó có rất là nhiều người, người ta thông minh mà người ta rất là cực. Còn những đức ở một nơi thôi mà quý vị thấy cũng hình thành mấy đậu tràng. Đúng không? Nó rất là rõ ràng, ở một mình lọt cọt vậy đó. Cứ lọ mọ vậy đó. Mà khi mà những đức làm cái gì là những đức thấy làm được. Tại vì sao? Vì những đức có nhiều thời gian để ở một chỗ để niệm Phật. Vì những đức không có bận tâm nhiều người như người này người kia. Quý vị thấy rằng Phật tử chùa mình đông gì mà không ai rủ những đức đi đâu được. Mà cũng không ai dám rủ những đức. Vì những đức đã đưa lưu tư tưởng rồi, ai đâu mà rủ làm chi. Mà đặc biệt luôn là tất cả Phật tử chùa mình cũng không đi đâu luôn. Tại vì sao? Vì ông thầy truyền tải tư tưởng thì sao? Thì họ bị ảnh hưởng vậy. Ảnh hưởng rồi thì cùng nhau không đi lo tu. Còn mình đưa lên tư tưởng đi thì cùng nhau đi. Đi thì phải rủ nhau đi. Bữa nay mình rủ người ta đi thì ngày mai người ta rủ mình đi. Tại vì mình rủ người ta đi thì mai mốt người ta rủ mình phải đi. Đặt cái ân tình của cái nợ đi đó, mình phải dính đi chứ. Còn bây giờ tôi đâu có kêu ai đi, tôi đâu có rủ ai đi, thì ai mà rủ tôi đi? Thí dụ như bây giờ mình không rủ ai nhậu thì ai rủ mình nhậu à. Có nghĩa là cái gì cũng do chính mình rủ người ta mà người ta rủ mình thôi, đúng không? Vậy thôi bây giờ chúng ta rủ nhau niệm Phật đi, để mình cùng niệm Phật cầu sanh cực lạc, đúng không quý vị? Đó, đặc biệt, thấy chưa? Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị, ai khi nghe Phật Pháp cũng sống được an lạc trong cái cõi đời này. Khi bỏ báo thân này chúng ta đều niệm Phật để cầu sanh về cực lạc nha. Dạ, A Di Đà Phật. Chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp
tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nhà chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật cộng tu chư tăng ni và quý Phật tử khắp nơi về đây rất là đông. Chúng ta hội chúng được một cái chỗ tu mà đông người gì rất là đặc biệt, cái gì gọi là cộng lực tu. Nên từ nơi chỗ cầu an cầu siêu cho người thân của mình, nó nhờ cái quay lực của đại chúng này mạnh lắm. Trong kinh Phật dạy đức chúng như biển cả mênh mông, nơi nào mà có tu hành thì tức khắc cái nơi đó sẽ hội tụ con người, và chư hương linh đồ người ta chưa siêu thoát người ta cũng đến để mà người ta hưởng được cái quay lực tu đó mà người ta cầu siêu thoát. Nên từ người còn sống chúng ta mà về mặt tâm linh mình mà thoải mái thì mình cũng vui, còn phần chư hương linh thì càng cần về mặt tâm linh. Họ mà hưởng được cái từ trường tu họ hưởng lớn lắm. Nên cái tâm trạng của chư hương linh người ta sẽ nhẹ nhàng, người ta buông xuống cái tâm mà đòi nợ và báo thù. Từ ngay chỗ mà cái tâm mà đòi nợ và báo thù nó tạo ra một cái nghiệp thức mà cứ quay quằn mãi trong cái lục đạo luân hồi không thoát. Nên tất cả chư hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, hay tất cả chư hương linh mà mắt chưa siêu thoát, phải nhớ là nghe được cái nguyện Đức Phật A Di Đà mà chỉ cần buông xuống cái tâm mà báo thù đòi nợ thôi, thì cái tâm thức đó nhớ thế giới cực lạc, quý vị còn dễ giảng sanh hơn là những người mà còn mang cái thân tứ đại này. Vì những người mang cái thân tứ đại này phần nhiều người ta chấp cái thân nặng lắm. Còn mình chư hương linh là nó đã mất cái thân rồi, nhưng do cái tâm thức của mình nó tình chấp cái cõi đời này mà nó quay quằn mãi, vì nó không có phương pháp giải thoát. Bây giờ quý vị về đây nghe được pháp môn tịnh độ, nghe được cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, chúng sanh chỉ cần nghe danh hiệu Ngài, chịu niệm danh hiệu Ngài mà phát tâm giảng sanh, thì tức khắc Ngài tiếp dẫn về cực lạc, nhất là chư hương linh. Nên từ nơi đó những đức tin chắc rằng dưới cặp mắt phàm phu chúng ta không thấy, nhưng mà cái nơi tu hành gì nhiều người về đây chắc chắn rằng là chư hương linh mắt chưa siêu thoát, và nhất là phần hương linh thai nhi là đông dữ lắm. Vì từng nào ở đây cũng cúng, nên người ta đến là người ta rủ thêm đến. Giống như người sống mình đi đến đây tu an lạc thì rủ nhiều người, thấy không? Thì chư hương linh ta mỗi tuần về đây người ta an lạc, người ta được hưởng tài thì thọ thực đồ, nghe pháp vui vẻ, người ta rủ nhau đông lắm. Nên từ nơi đó mà những đức có vài lời chia sẻ như vậy, quý vị nên buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, và đừng có tình chấp cái cõi đời này vì vất vơ vất vưởng khổ lắm. Nên nghe lời nguyện Phật A Di Đà mà phát tâm niệm Phật đi, chân thật niệm Phật, buông xuống tâm hận thù, hoặc ở lại đây mỗi ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc, đó là cái tâm giải thoát, thì tức khắc là chúng ta sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn về cực lạc, không còn khổ đau, luôn luôn hưởng được niềm vui. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng, nguyện cho quý vị thân tâm thường an lạc, điều phát Bồ Đề tâm, kiên cố niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ mắt mà chưa siêu thoát hay chư hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật từ cộng, nguyện dị tự công đức vô cẩm nhất thiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngộ tình chung ngã kim tí như cung, phương nhất tiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhật thiệt, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim thi nhự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhật thiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo.
an mộng lục lăng ta bà ha, an mộng lục lăng ta bà ha, an mộng lục lăng ta bà ha, an ngã ngã nắng tạm bà và việc nhẫn ra hồng, an ngã ngã nắng tạm bà và việc nhẫn ra hồng, và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong động bào tử nạn ơi, thầm nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh nộ danh vô vị ơi, thai nhi vị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia, văn tập tại tu định hộ pháp, pháp bồ đề tâm, mua các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân xuất sanh, quy tam bảo nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh về thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra, cha mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi, ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy y Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài của mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật ở những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa đàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa đàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa đàn sanh. Mà chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim nhé. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Mời đại chúng chúng ta xuống chai đường đi dùng cơm nha. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.